xin chào tất cả các em. cô là phó giáo sư tiến sĩ trần thị mộng hiệp thuộc bộ môn nhi trường đại học y khoa phạm ngọc thạch à, trước đây cô là trưởng khoa thận nội tiết tại bệnh viện nhi đồng 2 hôm nay cô hướng dẫn cho các em bài về thận học nhi và sau đó là một bài về đau khớp chung của nhi bây giờ cô bắt đầu uh, uh, cái bài của trong chương trình mà uh, y 4 đó, đó là hội chứng thận hư ở trẻ em tuy nhiên uh, để uh, các em hiểu um, cho nó dễ uh, thì uh, trước khi uh, cô vô cái bài hội chứng thận hư cô lướt qua cái phần là tất cả các bệnh lý cầu thận chung ở trẻ em trước rồi sau đó các em sẽ định được là cái bài mà các em có trong chương trình nó nằm ở đâu trong nguyên cả một cái khối lớn về bệnh học thận nhi ở trẻ em nhưng mà chỗ này cô lướt qua thôi để cho em có kiến thức thôi chứ không phải là mục tiêu của uh, của bài giảng thì um, cái um, bệnh lý cầu thận tất cả những gì đến cầu thận ha, em ha uh, trước khi vào bài cô nhắc lại uh, qua cái phần mà cơ thể học để hình dung cho nó dễ trong cái đầu của mình á để chi để chút nữa trong cái bài người ta sẽ sử dụng những cái từ thí dụ như uh, tế bào chân giả, thí dụ như màng đáy cầu thận, thí dụ như tăng sinh trung mô vân vân á thì uh, trên cơ thể học các em sẽ thấy nó như thế nào uh, qua cái hình hình biểu tượng thôi. Thì đây là cái hình cắt ngang của một cái cầu thận ha. Cô nhắc lại thôi. Thì uh, số 1 nè, em thấy những cái phần mà màu tím tím nó bao quanh một cái cầu thận, đó là các tế bào chân giả. Tiếng uh, tiếng Anh nó là foot cell, uh, tiếng Pháp nó là podocyte. Thì um, uh, cái số 2 nè, thì nó là cái cuốn. Cái số 3 thì em thấy cái màu nâu chung quanh đây, nó là cái màng đáy, mà này cô cắt ngang thôi, nó là màng đáy của cầu thận. Và cái số 4 màu đỏ đỏ Đây là tất cả những cái gì là mạch máu, mau mạch của cầu thuận Và cái số 5 Đây, cô chỉ vô đây nguyên cả cái tế bào này nè Nó là cái tế bào trung mô Thì uh, cái này để nhắc lại để chút nữa các em sẽ phải thấy nó xuất hiện trong bài và nó cũng nằm trong cái cơ chế sinh lý bệnh hình học vân vân để chúng ta hiểu uh, nó nằm đâu trước cái đã thì cô nhắc lại cái hình cắt ngang của một cầu thận nó là như vậy nãy là cái hình ha còn nếu em muốn thấy thực sự cái cầu thận của mình đó, nó nó như thế nào trong cái đời sống thật của con người thì nó là như vậy nè cái này là cái cầu thận bình thường mà người ta đã chụp được dưới kính hiển vi điện tử. Thì cái hình này là hình thật của một cái cầu thận ha em ha. Nhưng mà bình thường em đâu có thấy được cái bằng mắt em được đâu. Người ta phải dùng kính hiển vi điện tử và người ta thấy đây là nguyên cái cái này là cái cầu thận. Đây là mạch máu đến, đây là mạch máu đi. Còn lại là những cái tế bào chân giả nó phủ lên trên đó. Đó là cái hình thật của một cầu thận. Thì um, trước khi uh, vô cái bài hội chứng thận hư á, cô giới thiệu uh, cái cách phân loại hiện nay trên thế giới á về tất cả các bệnh lý cầu thận thì nói chung các em có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là cái hội chứng thận hư nguyên phát. Người ta gọi là primary ha, primary là nguyên phát. Và thận hư thì nó là nephrotic syndrome. Và kế đó em có nguyên cái nhóm thứ phát, secondary, là nhóm thứ phát. Kế đến em có nguyên cả một cái nhóm đó là bẩm sinh ở trẻ nhỏ. Thì bây giờ người ta phân loại tạm thời tất cả các bệnh cầu thuận trong ba nhóm lớn này nè. Rồi, thì bây giờ tới đây cô sẽ đi vô cái phần đầu tiên là nguyên phát. Em có cái gì ở trong cái nhóm nguyên phát á? Em có nguyên cái phần hội chứng thận hư vô căn nó là cái bài giảng của chương trình của các em học năm y 4 là cái bài giảng này chút nữa cô sẽ vô chi tiết cái bài này nó nằm ở trong cái phần đầu tiên có nghĩa là thận hư vô căn nguyên phát ha trong cái nhóm nguyên phát em có hàng loạt những cái chẩn đoán khác của bệnh cầu thận thí dụ như Ngoài màng extra-membranous, huh? tăng sinh màng, viêm cầu thận IGA. Nãy cô nói cái màng đây nè, em thấy là em hình dung là à, nó như thế nào, rồi tăng sinh cái màng nó như thế nào, đó, nó nằm ở chỗ đó. Thì cái nhóm này, người ta vẫn phân loại nó trong nhóm nguyên phát Cái này các em biết thôi để chi để đi lâm sàng thấy các thầy cô các anh chị bác sĩ lớn người ta nói thì em biết nó nằm ở đâu trong cái nhóm thận hư em hiểu uh, mấy thầy cô nói đâu Nhưng mà thực ra nó là nó nằm ở đây và kế đến trong cái nhóm thứ phát thì cô nói đó thì cái viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng đứng vị trí nhiều nhất cái này hình như trong y 4 các em có một bài một bài giảng đó thì nó nhiều nhất còn lại các em có nhiều thứ khác lắm Nó là enotoline, nó là lupus, nó là những cái bệnh lý tự miễn khác Nó là sao nhiễm virus Mấy cái con siêu vi này nè Thì nó gây hội chứng thần hư thứ phát ha Nhưng mà chính là là do nhiễm uh, siêu vi Hoặc là thuốc Trong nhóm thứ phát em có nhiều thứ lắm Đó là như vậy Thì uh, kế đến uh, em có những cái uh, bệnh lý cầu thận khác mà hiếm hơn nó cũng nằm trong các bệnh lý cầu thận là những bệnh amylose hội chứng alport hội chứng tán huyết tăng ure máu hồng cầu hình liềm giảm số lượng nephron vân vân nó rất là nhiều thứ khác ở trong đó và cái nhóm sau cùng nãy cô nói ba nhóm lớn á nhóm sau cùng là bẩm sinh thì nó có liên quan đến gen và bây giờ người ta đã xác định được một số gen rồi và người ta khẳng định uh, nó là do bẩm sinh và do gen rồi đó uh, ngoài ra ở trẻ nhỏ sinh ra cái mà không do gen đó, thì nó là do nhiễm trùng ở bà mẹ đó nhưng mà nó vẫn là còn genital nghĩa là lúc sinh ra nó đã có rồi nhưng mà nó không phải là gen nó là nhiễm trùng của bà mẹ thì uh, nãy giờ cô đã lướt qua cho các em đó, tất cả bệnh cầu thận, tập hết, 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 tầng 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 tầng, trong tất cả những cái bệnh nãy giờ mình lướt qua rồi đó, thì nó có thể có hội chứng thận hư trong tất cả những bệnh đó. Em hiểu không? Hội cái từ hội chứng thận hư nó nằm hết ở trong những cái bệnh tật tần, tầng tầng như vậy đó, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều luôn. Nhưng mà để chúng ta hiểu cái từ khi chúng ta sử dụng nó là cái gì cho chính xác và chúng ta lý luận trên lâm sàng cho nó chính xác để ra được cái cái chẩn đoán. Thì nãy giờ cô nói hết, trong đó cô nhắc lại cái bài chính của các em vẫn là cái bài hồi nãy thôi, nó chỉ là nguyên phát mà thôi và vô căn. Còn lại em thấy nó rất là nhiều thứ khác ha. Thì những cái thứ khác đó nếu về sau này các em học sau đại học nhi Ví dụ như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, nhi về sau này các em sẽ học những cái bài khác đó đó trong cái chương trình của sau Đại Học Nhi đó còn bây giờ y 4 các em học cái basic nhất cái thường gặp nhất uh, của tất cả một cái chuỗi nãy giờ cô đã giới thiệu còn lại là lên sau Đại Học các em học rồi nãy giờ mới là cái um, uh, phần đầu cô giới thiệu hết một cái tổng quan chung về bệnh lý cầu thận bây giờ cô qua cái bài chính của mình đó là hội chứng thận hư ở trẻ em thì mục tiêu các em định nghĩa được như thế nào hả giải thích được cơ chế bệnh sinh trình bày được các triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng biến chứng và liệt kê các chỉ định chuyển chuyên khoa cũng như là nguyên tắc điều trị đối với y bốn cô cô mong các em nắm cái phần các chỉ định chuyển chuyên khoa tại vì vậy sau này không biết các em sẽ đi chuyên khoa gì em làm tổng quát hay em làm ngoại trú hay em làm đâu cũng không biết nhưng mà ít ra em biết à đến đây là giới hạn mình mình nên chuyển thì khi đó cô nhấn mạnh cái chỗ khi nào các em chuyển chuyên khoa đó là cái mục tiêu của bài giảng thì bây giờ cô qua cái phần định nghĩa hội chứng thận hư nếu mà em dùng cái từ hội chứng thận hư á chung chung hết á thì em phải bắt buộc bắt buộc chúng ta phải có hai vế đó là tiểu đạm và cái tiểu đạm này nó trên 50 mg và ký một ngày với điều kiện là chúng ta phải lấy đạm niệu 24 giờ có nghĩa là phải hứng nước tiểu từ 8 giờ sáng hôm nay đến 8 giờ sáng hôm sau hay là 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau không cần biết miễn là 24 tiếng đồng hồ thì khi đó em mới đo được cái đạm niệu và cái chuẩn của hội chứng thận hư nó là trên 50mg và ký một ngày tuy nhiên làm thế nào em vô cần chẩn đoán sớm em đâu đợi bệnh nhân đi tiểu trong vòng 24 tiếng rồi lúc đó em mới lấy nước tiểu để em đi xét nghiệm rồi sau đó em mới có chẩn đoán thì nó muộn rồi thì bây giờ người ta cho phép chúng ta sẽ sử dụng cái protein trên creatinine niệu mà cái này thì nó đơn giản hơn em chỉ cần lấy có một chút nước tiểu bệnh nhân à bệnh nhân đến khám em em chỉ cần lấy chừng năm ba cc em đo lượng cái protein trong và creatinine ở trong cái mẫu một mẫu nước tiểu nhỏ đó và em chẩn đoán được cái tiểu đạm khi nó trên ba em làm cái uh, phép chia nó trên ba là nó tiểu đạm bình thường nó phải dưới 0,2 đó là như vậy ha thì cái này bây giờ mình làm được rất là dễ dàng tất cả các phòng xét nghiệm làm được hết rồi Thầm, em cái nào phòng xét nghiệm làm cũng được hết nhưng mà cái thứ hai thì cô nói nó tiện đó, nó có kết quả nhanh hơn là em phải hứng cái nước tiểu trong vòng 24 giờ và bây giờ người ta cũng đã chứng minh rằng là cái sử dụng cái cách thứ hai này nó cũng chính xác không thua cái cách em lấy nước tiểu 24 giờ nhưng mà nó tiện hơn nhiều thì cái định nghĩa chúng ta bắt buộc phải có một cái tiểu đạm và thứ hai là các em bắt buộc phải có giảm albumin máu dưới 30 gram bắt buộc ha nó phải có hai vế nếu nó có một vế thì nó chưa phải là thận hư nó là cái gì khác á Uh, thí dụ như cô nói các em á, uh, giảm albumin máu chẳng hạn nó có này đi nhưng mà nó không có đạm niệu ở trong sơ gan có thiếu gì đúng không cho nên nó đâu phải hận hư cho nên uh, chúng ta bắt buộc phải có hai vế như như vậy và ngược lại trong một cái stress uh, sau một cái stress chẳng hạn khi uh, bệnh nhân uh, mới vừa bị một cái cuộc uh, phẫu thuật đi thì uh, có thể có đạm niệu rất là nhiều này là nó, 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 cái, cái cái tiêu chuẩn này là dương tính nè nhưng mà cái anh bimin máu nó dẫn trên 30 thì khi đó em không phải là hội chứng thận hư mà là tiểu đạm do stress do cái nguyên nhân nào đó khác đó chính vì vậy mà cô nhắc lại em bắt buộc em phải có hai tiêu chuẩn nếu có một tiêu chuẩn là không phải thì đừng cái vội điều trị uh, khi mà nó chưa có đúng tiêu chuẩn thì đó là cái định nghĩa của hội chứng thận hư nó bắt buộc phải cả hai vế. cái um, tần suất thì chúng ta thấy nó có ở các nước châu âu bắc mỹ người ta đã uh, xác định dễ hơn mình ha ở việt nam mình thì uh, những cái nghiên cứu cũng chưa biết là thật sự nó là bao nhiêu chưa có những cái nghiên cứu lớn thì các em thấy ở đây là cái tần suất cũng như là uh, tần suất mắc bệnh cũng như <laughs> bệnh mới đó. Thì uh, trong cái nhóm này á chúng ta thấy trẻ trai nó bị nhiều hơn trẻ gái. Và 90 nếu mà cô nói hội chứng thận hư chung hết nãy giờ cô nói á, nó rất là nhiều trong nhiều bệnh khác nhau á thì cái mà chúng ta học hôm nay là vô căn á nó chiếm 90% rồi. Nó may cho mình nó chiếm đa số rồi. Đó. Và những cái còn lại nó chiếm khoảng 10% mấy cái mà nãy em thấy trên danh sách cô nói rất là nhiều á nó chiếm có 10% thôi cái đa số của cái bài chúng ta học hôm nay nó chiếm 90% phần trăm thì trong cái nhóm mà vô căn á cái phân loại tiếp á thì nó phân loại dựa theo giải phẫu bệnh ha em ha nếu mà là sang thương tối thiểu thì nó chiếm nhiều nhất 85% phần trăm cái loại gia linh hóa từng phần khu trú fsgs á 10% phần và tăng sinh trung mô nãy cô chỉ cho các em cái phần trung mô đó thì nó 5 phần trăm nó ít hơn trong cái nhóm này cái sản thương tối thiểu nó nhiều nhất cũng may cho mình đó và cái sản thương tối thiểu là cái mà nó đáp ứng tốt với điều trị nhất đó nó là như vậy còn mấy cái kia nhọc nhằn lắm điều trị nó khó khó lắm hai cái còn lại và tiên lượng nó cũng không có tốt bằng một số khái niệm ví dụ như người ta nói hội chứng thận hư nguyên phát ha có nghĩa là gì primary primary có nghĩa là bệnh nhân không có tiểu máu không có tăng huyết áp không có suy thận đi kèm thì khi đó em nói nó nguyên phát nó không có ba cái um, uh, triệu chứng này đi kèm còn nếu mà có um, có tiểu máu đại thể hoặc vi thể hoặc là tăng huyết áp hoặc là suy thận thì khi đó nó không còn là nguyên phát mà khi đó em sẽ gọi đó là hội chứng viêm thận cấp nó là hội chứng viêm thận cấp nó nó là nephritic syndrome nó là hội chứng thôi cô nói đây nó là hội chứng chứ nó không phải là chẩn đoán em ha? hội chứng là tập hợp của những triệu chứng chứ không phải là chẩn đoán đó thì khi đó em gọi nó là nephritic syndrome rồi đó là những khái niệm thôi để người ta nói à này có hội chứng viêm thận cấp thì em biết à, người ta nói cái gì ha nghĩa là cái thận hư đó nó có ba cái triệu chứng như vậy nó không phải là nguyên phát vậy thôi và như nãy cô đã nói rồi ha hội chứng thận hư có thể gặp trong rất là nhiều bệnh khác nhau nhưng cái bài giảng này chỉ đề cập đến hội chứng thận hư vô căn còn gọi là bệnh thận hư nó còn gọi là bệnh thận hư bây giờ cô vô cái phần hội chứng thận hư vô căn thì em có gì cái cơ chế sinh lý bệnh học cho đến ngày hôm nay là cái gì nó nói tóm lại nó là thay đổi tính thấm màng đáy cầu thận thôi nãy trên cái hình vẽ của có đưa cho các em cái màng đáy đó cái màng đáy nó bao bọc chung quanh những cái tế bào chân giả đó bây giờ cái màng đáy đó nó nó bị tổn thương rồi đó cái cái chính của của cơ chế sinh lý bệnh học nó nằm ở đó thì em thấy cái vai trò của các tế bào chân giả ha, còn gọi là túc bào phút cell nãy cô nói đó và những cái điện tích âm nó nằm trên cái màn đấy nó giữ lại protein nè cái cái đạm của em nó nó không có thoát ra mình bình thường mình không đi tiểu đạm là tại vì cái tế bào chân giả mình nó tốt nè những cái điện tích âm nó trên màn đấy nó giữ protein ở trong ở trong chứ nó đâu cho thoát ra ngoài đâu thì nó vai trò nó nằm ở đó và người ta thấy trong hội chứng thận hư á, cái điện tích âm này nè nó bị giảm cho đến giờ phút này người ta nhận xét những cái điều đó và các chân của các túc bào nó bị xóa và dính lại với nhau cái nãy cô chỉ các em trên hình đó mấy cái tế bào chân giả đó thì giờ nó bị xóa và nó dính lại với nhau thì cái này người ta đã thấy rõ ràng và chứng minh rõ ràng cái gì đã xảy ra trong cái chuyện này thì cho đến giờ phút này người ta nghĩ đó là do một cái rối loạn của hệ thống miễn dịch có thể vai trò của cytokine có thể là vai trò của các tế bào lan phô mà chắc chắn nó là miễn dịch rồi và trước đây người ta không có rõ nó là miễn dịch hay gì nhưng mà người ta thấy nếu mà em dùng những cái chất ức chế miễn dịch đó, trong điều trị đó, em dùng corticoid hoặc là em ức chế miễn dịch khác thì em thấy nếu bệnh nó hết nó có thể hết thì sau này người ta mới chứng minh thêm thì người ta thấy đúng là nó có thể có những cái uh, phản ứng của miễn dịch và có thể có những cái yếu tố lưu hành nghĩa là những cái kháng thể lưu hành đó. và đối với thận hư cho đến giờ phút này người ta chưa người ta đang nghiên cứu thôi người ta chưa tìm ra rõ một cái kháng thể lưu hành nào chính xác còn thí dụ như cô nói bệnh lupus đỏ chẳng hạn bây giờ chắc chắn nó là bệnh tự miễn rồi nó là rối loạn miễn dịch rõ ràng rồi là tại vì người ta đã tìm ra được một kháng thể chống lại cái cầu thận trong lupus đỏ người ta tìm ra được rồi còn trong khi thận hư thì nó vẫn còn là một cái câu hỏi ta chưa thấy được cái kháng thể đó nhưng mà ta biết đúng là giờ nó là cơ chế miễn dịch rồi đó tại vì nó đáp ứng với thuốc ức chế miễn dịch nên là như vậy thôi rồi bây giờ người ta biết cái gì thêm nữa Người ta thấy rằng là cái hội chứng thận hư này nó có liên quan đến gen em ha Cái nhóm người mang hla dr 7 Cái nhóm này bị nhiều hơn là nếu em mang một cái gen khác ha đó, Thì nó nằm ở trong đó Đến giờ phút này về cơ chế sinh bệnh học người ta biết là như vậy và đây là những cái hình vẽ cô muốn nhắc lại. Đây là các tế bào chân giả dưới kính hiển vi điện tử đây là tế bào chân giả bình thường hồi nãy cái này người ta chụp thực sự nha em ờ, mình mình nhìn bằng mắt thiệt luôn á mà dưới kính miễn vi điện tử đây em thấy ha những cái con tế bào chân giả nó nè nó giống như con bạch tuộc gì nó nó ôm cái cầu thận cái hình nãy cô 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 để xem mong là vẽ trên cho các em á nhưng mà thật sự nó là như vậy đó cái tế bào chân giả ví dụ như cô nói đây ha cái tế bào này nó bám vào đây nè này cái thứ hai nè em thấy cái chân của nó nó bám vô ha này cái nè thằng này cái nữa đây nè nó đẹp lắm nó bám vô đèn cái nữa nè nó và các tế bào chân giả này nó ngăn chặn nó không có cho protein thoát ra tuy nhiên trong hội chứng thận ư cơ chế sinh lý bệnh học đã chứng minh là các tế bào chân giả này nó bị xóa mờ hết trọi trơn rồi nó xóa hết nó bị xóa mờ và như vậy nó để làm thoát ra protein người ta trên hai cái hình này người ta cố gắng chụp đúng cái vị trí ở đây là một cái tế bào chân giả bình thường thôi em ha nó đây nó giống như con bạch tuộc nó bao như vậy đúng nó nó là như vậy đúng vị trí đó trong thận hư nó bị xóa mờ nó đâu còn cái chân nó nữa đâu nó đâu còn đẹp như vậy đâu ở đây cũng vậy ở đây như vậy thì đây là một cục tròn do như vậy đâu còn cái chân giả và những cái còn lại em cũng đâu thấy nữa đâu đó đúng một cái vị trí thì người ta thấy rõ ràng là trong thận hư nó bị xóa mờ hết thì mấy cái này người ta đã thấy quá rõ rồi uh, trong cái uh, cơ chế sinh lý bệnh học đó nó là như vậy và để cho các em hiểu uh, rõ cái cơ chế sinh lý bệnh học trong hội chứng thận hư cũng vậy nãy giờ cô nói rồi ha ở đây là cái khoang uh, nước tiểu uh, đây ở ngoài đây là mạch máu ha đây là cái phân tử đạm nè albumin protein gì đó phân tử đạm của em nè đây là các tế bào chân giả nè tế bào có chân đó là mấy cái đen đen này nè và cái màn đáy cầu thận mà nãy cô nói đó tổn thương màn đáy cầu thận đây nó em có một cái màn nhỏ nhỏ nếu các em ngồi xa cố gắng nhìn nó nó là cái màn đây nè đó thì trong thận hư tóm lại trên cái hình vẽ này thôi là cái màn đấy nó bị tổn thương nó đâu chặn lại được đâu mấy em cho nên cái phân tử protein đạm này nè nó chui qua chỗ này nó lũng rồi nó chui qua thì nó đi vô nước tiểu giờ đó em có đạm trong nước tiểu đó là cơ chế sinh lý bình hợp trong hội chứng thận hư giờ em có một cái hàng rào cái hàng rào là cái màn đáy cầu thận nó nằm đây nó mới ngăn lại được. Còn nếu cái hàng rào này nó bị hư. Là đạm niệu thoát ra. Rồi. Nó hư là do hiện tượng viêm. Do cytokine. Do hiện tượng miễn dịch. Rồi. nó Bây giờ người ta chứng minh rất là rõ. Bây giờ cô qua phần lâm sàng. Của hội chứng thận hư vô căng là nhiều nhất ha. Đa số em thấy ở trẻ. Uh, dưới 15 tuổi. Thường là trẻ con không hả. Nhưng mà nó xuất hiện từ 1 đến 5 tuổi nhiều nhất, 70%. Trẻ trai nó nhiều hơn trẻ gái. Cái bệnh này nó đặc điểm của nó là nó khởi phát nó đột ngột, nó ít khi mà tình cờ phát hiện lắm đâu. Nó nó đùng cái em thấy nó phù vậy đó, nhanh lắm, nhưng nó ít khi từ từ hoặc là tới giai đoạn cuối nó mới phát hiện được đâu. Nó 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 rất là đột ngột. Và lâm sàng kinh điển em vẫn có phù ha tất cả những cái nơi mắt cá chân phù mặt phù hông vân vân thì đều có thể hết bán bụng em ha và nặng hơn là khó thở tràn dịch màng phổi màng tim phù biều nặng và nặng hơn nữa là sốc giảm thể tích đó và thường thường á, nó khởi phát sau một đợt nhiễm trùng tại vì sau một đợt kiểm trùng cơ thể nó phản ứng với cái con virus con gì đó không mình biết hoặc là vi trùng gì đó thì nó kích hoạt cái hệ miễn dịch mà khi nó kích hoạt cái hệ miễn dịch thì nó gây cái thận hư này nó cơ chế nó nằm ở chỗ đó thì lắm sàng nó dễ lắm em chỉ ý, đa số là phù và những cái biến chứng nặng của phù phù nhiều của thoát nước ra ngoài lòng mạch đó, đó sốc giảm thể tích nè bán bắn bụng nè mấy cái tràn dịch nè đó nó là như vậy thôi đây là một số hình ảnh em ha, bệnh nhân bị phù mặt phù mắt bán bụng phù chân nói chung tất cả các nơi đều có thể phù bán bụng rất là nhiều đôi lúc nó đẩy cái rốn ra phù nặng cái bán bụng nó đẩy rốn ra trên hình này và ở đây là hình bệnh nhân thật của cô luôn á là bán bụng nặng lắm mà điều trị quý vào cái thời đó không có những cái thuốc ức chế miễn dịch như bây giờ nó mới nứt nẻ ra và nó nhiễm trùng luôn á nó nứt bụng á nó căng cái bụng như vậy đó cái bụng nó, 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 nó bán nặng nặng nề như vậy đó à, bệnh nhân điều trị corticoid rất là nhiều Ý, hội chứng cơ sinh ha ha hội chứng cơ sinh mặt nó đỏ lên cái mặt như à, người ta mô tả mặt trăng rậm á à, tóc rậm chân mày rậm vân vân và bán bụng rất là nặng trong cái lâm sàng đối với thận hư đôi lúc bệnh nhân vào với em với một cái um, um, triệu chứng là đau bụng thường nó vô cấp cứu nó đâu biết đâu nó phụ 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 nó cũng không để ý với cái triệu chứng là đau bụng rất là rất là nặng thì đứng trước hoặc là em đã biết một cái chẩn đoán trước đó thì em nghĩ đến những cái biến chứng này còn không em làm chẩn đoán xong thì em phải nghĩ liền đến một trong những biến chứng này đó là viêm phúc mạc tắc tắc tĩnh mạch thận hoặc là tắc động mạch phổi mấy cái này nó gây cái triệu chứng có khi đâu thấy được đâu bệnh nhân đau bụng dữ dội đó hoặc là giảm cung lượng tuần hoàn sắp sửa sốc nó đau bụng dữ lắm hoặc viêm tụy cấp hoặc loét dạ dày sau khi điều trị corticoid thì um, cái triệu chứng đau bụng rất thường gặp trong hội chứng thận hư, ngoài trừ cái ngoại ngoài cái um, cái triệu chứng phù như nãy cô mô, mô tả ha. Nếu nó có đau bụng thì phải nghĩ đến một trong những cái nguyên nhân này. Về sinh học thì tiêu chuẩn chẩn đoán cô nhắc lại phải có tiểu đạm trên 50, albumin dưới 30. Nhớ bắt buộc. Ngoài ra những cái còn lại em có thể có có thể không có cũng không sao nó có thể tiểu máu vi thể khô tít máu có thể giảm những cái còn lại ha tăng alpha 2 giảm gamma mobilin tăng cholesterol tăng triglyceride natri máu có thể bình thường hoặc giảm tăng kali hạ canxi tăng những yếu tố đông máu có thể có có thể không cho nên nó không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán đó đó là về mặt sinh học và như vậy để chẩn đoán chính xác như nãy cô nói phân loại thành ba cái nhóm uh, kết quả uh, giải phẫu bệnh đó thì nếu em muốn chẩn đoán chính xác thì em cần phải sinh thiết thận ha thì khi nào chúng ta có chỉ định sinh thiết thận không phải ca nào vô em cũng sinh thiết hết nha chút nữa em sẽ thấy trong cái nguyên tắc điều trị em điều trị trước cái đã chừng nào thất bại sau một tháng lúc đó mình mới uh, cân nhắc xem có cần xin thiết hay không chút nữa qua cái phần uh, nguyên tắc điều trị cô sẽ nói còn các chỉ định mà em cần xin thiết thận á thì là như thế nào nếu nó có tiểu máu đại thể thận hư mà thấy uh, nước tiểu đạo lòm mắt mình á, là bắt buộc á tại vì nãy cô nói thận hư vô căn nó tiểu máu vi thể thôi, nó không có tiểu máu đại thể. Ừ. Nó tiểu máu vi thể mà 20% mà chứ không phải ca nào cũng tiểu máu vi thể hết. Còn nếu mà nó tiểu máu đại thể nhìn thấy rồi 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 này là không phải vô căn rồi đó. Đó, em nhớ là như vậy. Em thấy bằng mắt em này thì không phải là vô căn, cho nên khi đó em có chỉ định sinh thiết thận. Thứ hai, hồi nãy cô có nói hội chứng viêm thận cấp đó nhớ không cái khúc đầu á đại cương đó cô nói thận hư vô căn nó không có tăng huyết áp nó không có suy thận còn nếu em thấy thận hư có tăng huyết áp có suy thận có nghĩa nó không phải là vô căn mà nếu nó không phải vô căn cần phải xin thiết thận để xem nó là cái gì nó là cái bệnh gì khác không phải là vô căn thì khi đó em chẩn đoán đúng thì em mới em phải xin thiết em mới chẩn đoán đúng được và khi đó em mới điều trị đúng được tại em nãy nãy cô cố tình đưa một cái danh sách rất là nhiều những cái bệnh lý cầu thận khác tại vì nếu nó không phải là vô căn coi chừng nó là những cái còn lại đó một trong những cái còn lại đó mà muốn chẩn đoán một trong những cái còn lại em phải xin thiết thận nó là như vậy ha ngoại trừ mắt tinh lắm nhìn nhìn quen rồi nói được nhưng mà đành nào cũng phải xin thiết để chắc chắn thôi rồi cho nên khi mà em có tăng huyết áp suy thận không phải vô căn sinh thiết nó có giảm bổ thể sinh thiết tuổi dưới một hoặc trên 10 tuổi sinh thiết nãy cô nói hội chứng thận hư á, thường á là một đến 5 tuổi dưới một á, là tại sao mình sinh thiết là tại vì nó rơi vô nhóm bẩm sinh mà nếu mà nó rơi vô nhóm bẩm sinh á, thì nó không phải là vô căn hmm. nó là như vậy đó nó là gen nha nó là gen nè cho nên khi mà em thấy thận hư xuất hiện sớm sinh thiết đừng có lộn xộn gì hết đó nó nó đừng có lo đi điều trị cọt tê quý thì gì 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 chắc chắn coi chừng mình sai đó nó là như vậy và nếu nó khởi phát lúc trên 10 tuổi sinh thiết đi đừng có lộn xộn luôn là tại vì nếu cô nói thường đằng vô căn nó 1 đến 5 tuổi à trên 10 tuổi nó là gì nó là nhóm thứ phát ví dụ như lupus đỏ nè những cái nhóm nãy giờ cô nói ha nguyên cái nhóm còn lại đó nó thứ phát á, thường cái tuổi nó lớn lớn á năm nó nhỏ đó hoặc là nó nhỏ xíu rồi nó nó còn trên nó nó bẩm sinh hay là nó phải trên 10 tuổi còn lại trên giữa mới là thằng vô căn đó nhớ vậy đó cho nên dựa vô cái tuổi mà em cho chỉ định liền lập tức ha à, uh, cái thận hư nãy cô nói nó chỉ có phù thôi nha mấy em cùng lắm rồi tràn dịch này kia bán bụng bla 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 đó nhưng mà hả nếu em thấy có một cái triệu chứng ngoài thận của một bệnh toàn thể xin thiết đi triệu chứng ngoài thận là gì thận hư kèm theo thí dụ ha, là thiếu máu chẳng hạn thận hư ở đâu thiếu máu đâu em nãy lâm sàng cô đâu nói thiếu máu đâu ha thì coi chừng nó không phải là thận hư vô căn nó nằm ở trong cái bệnh gì đó Lupus đỏ chẳng hạn thận hư cộng với thiếu máu lipid đỏ chẳng hạn ha thì khi đó em sinh thiết thì em mới ra được chẩn đoán đó là như vậy nó có triệu chứng ngoài thận thì nên sinh thiết ví dụ như cô nói thận hư cộng với đau khớp đi chút nữa liên hệ với cái bài đau khớp sau nè liền sau nè thì coi chừng đó đau khớp là triệu chứng ngoài thận chứ ha nên sinh thiết coi chừng nó nằm ở trong cái bệnh khác của một bệnh tự miễn nào đó mà không phải là vô căn nó là như vậy và cái còn lại là không đáp ứng với điều trị cọc tây quý chút nữa chúng ta sẽ thấy cái phác đồ điều trị nếu mà các em điều trị sau một tháng không đáp ứng là bắt buộc phải sinh thiết rồi đó là như vậy thì nếu mà các em nắm được cái chỉ định sinh thiết thận này nè mà cô nói sinh thiết thận em phải làm ở một cái môi trường bệnh viện em phải có những dụng cụ để sinh thiết người bác sĩ đã được đào tạo, em phải có dưới siêu âm, em phải làm ở phòng mổ, em phải cẩn thận cho bệnh nhân, chứ sinh thiết lung tung đâu có được đâu. Cho nên, đối với cô, nếu thận hư nó đến với các em trong cái môi trường ngoại trú hay ở đâu đó, có một trong những tiêu chuẩn này, chuyển chuyên khoa dùm cô đi, đừng có ôm nó mà điều trị. Không nên ha, đây coi chừng, tại vì nó không phải thận hư vô căng nó là cái gì khác đó, đó thì các em nhớ những cái chỉ định của sinh thiết thận nó cũng là cái chỉ định để nhập viện và uh, chuyển chuyên khoa rồi uh, kế đến cô hướng dẫn bài phần giải phẫu bệnh nãy cô nói rồi ha em có cái sang thương tối thiểu minimal changes là nó tối thiểu lắm nó không có tổn thương gì nhiều hết á cái thứ hai là cái FSGS này nè, nó nó nặng hơn 10% nhưng mà nó ít hơn và cái uh, tổn thương trung mô á uh, thì nó 5% nó còn ít hơn nữa. Thì hai cái nhóm sau này cái tiên lượng nó xấu lắm. Chỉ có cái sang thương tối thiểu là tiên lượng nó tốt hơn. Thì uh, giải phẫu bệnh như nãy cô nói rồi, dưới kính hiển vi điện tử em thấy những cái hình ảnh nãy cô đã uh, chiếu lên các tế bào chân giả nó dính vào nhau thì đó là về mặt giải phẫu bệnh trong hội chứng thận hư vô căng. sang thương tối thiểu thì các bác sĩ giải phẫu bệnh lý sẽ cho chúng ta sẽ đọc cái kết quả sinh thiết thận cho cho chúng ta thì sẽ cho những cái sang thương nó rất là nhỏ em ha nó không có hiện tượng viêm gì hết rồi trơn á nó rất là nhỏ màn đáy cầu thận dưới kính hiển vi điện tử cũng không có bị tổn thương gì nhiều hết á nó ít lắm nó không có tổn thương gì hết đây là săn uh, thương um, tối thiểu nó có thể xóa mờ chân podocyt. cái um, cái um, chân giả nó xóa mờ nhưng mà nó nó cũng ít thôi chứ nó không có là xóa mà uh, hủy hết toàn bộ uh, những cái podocyt. trong khi cái fsgs nè là sơ hóa khu trú từng phần ha thì em thấy nguyên cả cái cầu thận có một cái đám sơ cứng ngắt luôn nhiều lắm đám sơ nó đầy hết á, nó tổn thương hết rồi cái này khó hồi phục lắm nó đã sơ hết rồi cho nên rất là khó hồi phục trên giải phẫu bệnh người ta sẽ đọc cho cho mình ha những cái đoạn nó sơ cứng luôn bệnh và tăng sinh trung mô cũng vậy có những cái tế bào trung mô nó to thiệt là to nó lớn hơn nó, nó nhiều hơn nữa do đó mà các bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ sẽ đọc và kết luận cho các em cái kết quả sinh thiết nó là như thế nào do đó mà nếu mà các em nhận cái kết quả sinh thiết một trong ba cái cái chẩn đoán này thì chắc chắn đó là hội chứng thận hư vô căn ý cũng muốn nói rằng là sinh thiết mà ra một trong ba cái chẩn đoán này thì nó là hội chứng thận hư vô căn, còn nếu sinh thiết không ra cái kết quả này thì không phải là hội chứng thận hư vô căn, nhớ câu đó. Nó là cái bệnh gì khác đó. chứ nó không phải là hội chứng thận hư vô căn. Chính vì vậy mà hiểu được cái chỗ này thì các em sẽ dễ dễ hơn chứ mình nói ủa này sao bệnh này nó nằm trong cái bệnh gì gì, gì đó mà kia gì đó là gì nó là vậy. Nó bắt buộc nó phải có một trong ba cái chẩn đoán giải phụ bệnh này. Rồi. Sang thương tối thiểu, như nãy cô nói ha, đáp ứng rất là tốt 90%, còn lại hai cái còn lại nó kháng cọc quyết, nó không đáp ứng với thuốc đầu, nó, nó điều trị nó nhọc nhằn khó khăn lắm. Rồi. Không đoán sang thương tối thiểu thì giờ cái tổ chức mà International Study of Kidney Disease in Children Các em biết rồi ha Họ nghiên cứu rất là dữ Mấy cái lĩnh vực này người ta nghiên cứu rất là dữ trên thế giới Người ta làm rất là nhiều những cái nghiên cứu đa biến Và người ta kết luận rằng là Em đâu cần phải sinh thiết mà em biết nó tối thiểu hay không tối thiểu Dựa vào một số những cái tiêu chuẩn phỏng đoán Trẻ nhỏ nhỏ dưới 6 tuổi Tất nhiên nó phải trên một tuổi nha không tăng huyết áp, không tiểu máu, bổ thể bình thường, chức năng thận bình thường, nghĩa là không có hội chứng viêm thận cấp. Thường nó là sang thương tối thiểu. Rồi với cái tuổi mà mấy cái này nó đã được chứng minh trên um, uh, Multivariate analysis hết rồi, nó là như vậy. Cho nên dễ lắm, thấy mấy không có này thôi, cứ điều trị đi, đừng có xin thiết gì hết, á, rồi tính tiếp, đó là như vậy và như nãy cô nói nhảy cọt tí quýt nó nhiều ha em ha nó bốn mươi nó nó không tái phát nhỉ bị một lần luôn là nó hết luôn nó không tái phát nữa 10 đến 20 nó tái phát không thường xuyên 40 nó tái phát thường xuyên hoặc lệ thuộc cọc Ti quý trong cái nhóm nhạy á thì cái tiên lượng nó cũng khác nhau nữa chứ không phải là nhạy là 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 nhạy hết đâu nhạy có khi tái phát nhạy có khi lệ thuộc và tái phát thường xuyên đó thì các em biết để gì để lỡ gặp một bệnh nhân ta hỏi giờ bác sĩ ơi con tôi bị vậy đó mà nó có hết luôn hay không thì trước khi điều trị em khoan nói gì hết em đâu biết được nó nằm trong nhóm nào đâu ha thì mình biết để mình trả lời cho bệnh nhân rằng là à thôi giờ cứ điều trị và tôi có thể nói rằng là 40% nó không tái phát nhưng mà lỡ mình nó nằm trong 60% còn lại thì coi chừng nó tái phát hoặc là nó lệ thuộc đó em em biết để mà em trả lời tại vì người ta sẽ hỏi mình những cái câu như vậy còn trong nhóm mà em điều trị rồi sau một tháng mà nó kháng nó trơ 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 nó không có đáp ứng thuốc gì hết thì nó là kháng nó là resistant rồi nó kháng rồi thì khi đó em kéo dài thêm cho đủ 8 tuần mà sao ta thay vì một tháng á, một tháng là 4 tuần gì em kéo dài điều trị thêm một tháng nữa cọc tê quý đó mà nó vẫn trơ 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 nó vẫn tiểu đạm á, thì kháng rồi rồi khi đó thì tiếp theo mình làm gì tính tiếp chút nữa cô hướng dẫn nói chung tới đây là em nên chuyển chuyên khoa rồi ha. ôm mấy cái bệnh này làm chi tới đây nè còn khúc trước thì em vẫn được uh, điều trị vẫn bình thường không sao hết Um, biến chứng trong nhóm của biến chứng thận hư vô căng thì em có cái nhóm nhiễm à, nhiễm trùng là tại vì nó đủ yếu tố nguy cơ nó lại gì nó tiểu ra hết những cái IgG là immunoglobulin là những cái kháng thể rồi cho nên nó dễ bị nhiễm trùng lắm nó bị suy giảm miễn dịch nó đi tiểu ra cái kháng thể hết rồi thì nó nó đã bị suy giảm miễn dịch đó do do tự cái bệnh của nó hoặc là nếu bệnh nhân đã điều trị corticoid hoặc ức chế miễn dịch khác thì là do do cái thuốc nó ức chế cái miễn dịch cho nên nó dễ bị nhiễm trùng. Rồi, cơ chế nó nằm như vậy. Cái biến chứng nhiễm trùng thường gặp lắm ha, nhiều nhất luôn á mà những cái nhiễm trùng cơ quan nhiễm trùng cô để hết ở đây cho các em. Thường gặp á cái nhóm thứ hai là rối loạn cân bằng nước điện giải chắc chắn rồi cái nhóm thứ ba của biến chứng là suy thận cấp ha nó vẫn có hiếm hơn là tắc mạch hiếm lắm cho nên người ta trong cái thận hư người ta không có khuyên nằm yên một chỗ tắc mạch gia tăng đông ha em ha nãy cô nói đó trong sinh học nó triệu chứng sinh học nó có tăng những cái yếu tố đông máu á hoặc nó giảm thể tích tuần hoàn thì nó gây tắc mạch và nó hiếm thôi hiếm cho nên um, mình vẫn phải biết tuy tuy là nó hiếm những cái yếu tố thúc đẩy tắc mạch là gì là mình tiêm chích động mạch quay những cái động mạch lớn á mình đặt catheter vân vân trên bệnh nhân á, là nó dễ tắc mạch lắm à, tại sao nãy cô nói á, nó tăng những cái yếu tố đông máu ở trong cơ thể mà thí dụ như em tiêm chích một cái động mạch lớn thì giống như là em tạo một cái cái lỗ á, mà nhớ bài năm thứ hai học rồi đó hội chứng xuất huyết á khi mà một cái mạch máu nó bị bị tổn thương nghĩa là có một cái lỗ có nó nói dùng lỗ cơ thể của mình á, ví dụ như mạch máu nó bị mấy em bị đứt tay nè cái trong cơ thể của em lại gì nó dùng dùng, dùng 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 yếu tố đông máu nó dùng mấy tiểu cầu lại nó bít cái đó, sau đó mình hết chảy máu đúng không đó cơ chế bình thường của mình tạo cái nút tiểu cầu đó nhớ bài sinh lý bệnh năm thứ hai ừ. thì cái đó cơ chế bình thường của một cái nơi bị xuất huyết còn trong khi thận hư nếu em tiêm chích cái động mạch lớn em tạo giống như là một cái tổn thương mạch máu gì em chích một cái mà tiểu cầu nè tất cả yếu tố đông máu nè nó đang tăng đông nè nó gom lại nó bít cái chỗ chảy máu đó nó làm cái cục uh, nút tiểu cầu bự vậy nè xong cái nó tắt mạch nó nằm chỗ đó, đó. cơ chế nó nếu em muốn liên liên hệ lại với những cái bài mình học trước đây nó là như vậy nhưng mà may là theo cô tắt mạch nó ít lắm cô cũng ít khi gặp cái ca tắt mạch đối với bệnh nhân lắm nhưng mà giảm cung lượng tuần hoàng thì gặp nhiều ha sốc giảm thủy tích rất là nhiều luôn rất là nhiều thì trong cái sốc giảm thể tích này đúng là một cái sốc giảm thể tích nha em cái triệu chứng đau bụng như nãy cô nói mấy em nó thường xảy ra lắm và những cái yếu tố thúc đẩy của sốc đó, đó là tái phát nhiều lần mà nặng nhiễm trùng dùng thuốc lợi tiểu chọc giờ màng bụng hoặc là bệnh nhân bị tiêu chảy như là mất nước đó. trong thận hư tuyệt đối không cho lợi tiểu chơi chơi nha mấy em không chơi Trước đây người ta điều trị lợi tiểu để người ta rút bớt nước, người ta thấy nó phụ, người ta dùng lợi tiểu để cho nó bớt phụ cũng có đâu. Đừng đừng có làm như vậy. Và cũng không có nên chọc giò màng bụng luôn nữa. Nếu là nó căng cứng vậy đó cũng không nên nữa. Em chọc rồi cái nước nước bụng bán nó cũng ra trở lại à. Và lợi tiểu chỉ sử dụng trong những ca nặng mà thôi chút nữa. Khi nào có chỉ định lợi tiểu, cô sẽ qua cái phần đó sau. Còn ngoài ra không có cho lợi tiểu đừng uống cho vui à. Nhớ câu đó ha. Rồi. Rối loạn tăng trưởng rất là thường gặp, ha? tại vì nó dưới corticoid là một, hoặc là nó thoát mấy cái protein uh, qua nước tiểu đó, trong đó có cái hormone, uh, growth hormone đó, nó là một protein, growth hormone là hormone tăng trưởng á, nó là một cái protein, nó bị thoát ra nước tiểu, cho nên mấy đứa nhỏ mà bị thận hư, tái đi tái lại, nó bị chậm phát triển chiều cao. Uh hormone ừ, tuyến giáp nè, thoát protein mang yod nó bị suy giáp đó, em thấy hả? Nấy cái này nó do thoát cái hormone qua nước tiểu. Và rối loạn tăng trưởng do nó thiếu đạm, nó suy dưỡng, nó nó, nó tiểu đạm hết rồi, Nên nó nó thiếu đạm. Rồi. Biến chứng của điều trị như nãy cô nói em ha, corticoid làm rạn nứt da rất là ghê, cái tổn thương do corticoid the... thứ phát á biến chứng rất là nặng. Bây giờ cô qua phần điều trị. Nãy giờ cô nói cái chẩn đoán thận hư nó rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta không cần xin thiết thận mà điều trị liền bằng cọc ti quý này. Và xem cái đáp ứng để coi coi nó như thế nào. Điều trị liền ha. Nãy cô nói rồi, mấy cái này mình không có lặp lại nữa. Trên một tuổi, dưới 10 tuổi, không có hội chứng viêm thận cấp không có hồng ban không có xuất huyết gì hết điều trị liền phát đồ điều trị đã được thống nhất trên thế giới ha? trên thế giới người ta đã thống nhất cái phát đồ thần hư như vậy rồi tất cả các nước đều làm giống vậy đó thì em sử dụng corticoid tí tính theo mét vuông da và sau đó em giảm liều dần tổng thời gian điều trị 4 tháng đến 4 tháng rưỡi đó đó là cái 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 cách điều trị nếu sau một tháng tất cả này mình điều trị trong vòng tháng đầu đó cái này là cái lịch trình mà nó đáp ứng nè sau một tháng nó đáp ứng thì em đi tiếp còn nếu sau một tháng đến đây mà em thấy nó cù nhằn cù nhừa quá em tiếp tục nó cho nó uống trong vòng tháng nữa coi coi làm sao cũng không hết luôn thì khi đó em có thể sử dụng cái um, là gì là còn thì quý nhà, truyền tính mạch cực mạnh luôn ba đợt cách nhau mỗi ngày đó ba đợt như vậy với liều cực mạnh luôn ha. và em coi coi nó có đáp ứng hay không nếu không đáp ứng là coi như nó kháng rồi đó nó kháng rồi đó và khi đó mình sẽ chuyển chuyên khoa còn trước đó em có thể điều trị theo cái pháp đồ này ha ở ngoại trú em điều trị được hết á nếu nó có biến chứng em điều trị được hết á. tới đây thì cô nghĩ là nó kháng rồi cho nên nên chuyển chuyên khoa đi hoặc là nếu em làm ở bệnh viện mà có điều kiện truyền cọc quýt thì em vẫn giữ đến cái khúc này nếu bệnh viện quận hoặc là những cái bệnh viện lớn á điều trị được thì em chuyển em em, em truyền cọc quýt nếu nó thất bại thì em em chuyển còn nếu nó thành công thì em tiếp tục em điều trị hả em quay trở lại cái này nè em quay trở lại cái um... ừ, đừng rồi em quay lại tới đây nó bằng không nè nếu mà em qua ba đợt bolus như vậy mà đạm niệu hết rồi đó thì em đi tiếp này vậy thôi còn nó không hết chuyển chuyên khoa đi xin thiết thận á ừ rồi còn điều trị phối hợp trong thận hư là gì chế độ ăn lạc hoàn toàn ha giảm cung cấp muối nước có siêu thận thì điều trị suy thận nếu có sốc giảm thủy tích thì chúng ta truyền albumin nè nếu có phù nặng thì khi đó em mới sử dụng lợi tiểu và khi sử dụng lợi tiểu thì phải lợi tiểu là furosemide nè cẩn thận vô cùng phải truyền giữa lúc truyền albumin nè có nghĩa là mình truyền albumin trước Trong vòng 2 giờ Mình cho một liều lợi tiểu Và tiếp tục truyền albumin 2 giờ sau Lý do là sao? Hồi nãy cô nói thuốc lợi tiểu trong thần hư nó nguy hiểm lắm Nếu tại vì albumin trong máu nó giảm Nó đâu có còn cái áp lực keo ở trong lòng mạch nếu mà chúng ta thấy bệnh nhân phù nhiều quá chứ chúng ta đánh lợi tiểu mạnh vô nước nó rút một cái áp lực keo không có giữ được gì hết á sập một cái là vô sốc giảm thể tích nặng hơn do đó trước khi em sử dụng lợi tiểu cho bệnh nhân để rút bớt nước cho bệnh nhân á nhân khó thở ị ạch gì chăng nữa cô nói á, phải truyền anh trước đó nhưng mà anh này là anh đậm đặc thực ra cái lượng mà em thấy vậy chứ nó có một chút à nó không có nhiều đâu nó chừng nó lọ vậy à nhưng mà ít ra nó đã tạo được lại cái áp lực keo trong lòng mạch của bệnh nhân rồi thì khi đó em hãy rút nước ra thì khi đó an toàn cho bệnh nhân nhớ ha cái cách sử dụng lợi tiểu khi bệnh nhân rất là nặng và muốn sử dụng lợi tiểu nhớ phải truyền albumin trước để tạo lại cái áp lực keo khi đó rút nước nó mới an toàn chứ không bệnh nhân vào sốc giảm thể tích nặng và tử vong sau khi em truyền lợi tiểu đó, đó nhớ câu đó không và đó là các điều trị triệu chứng kháng sinh thì khi tùy ha, khi thấy có chỉ định tồn tại ổ nhiễm trùng hoặc là bệnh nhân đang uống bình thường nhưng mà chuẩn bị làm cái thủ thuật nào đó thì nên cho kháng sinh tại bệnh nhân cơ địa đã dễ nhiễm trùng rồi giữ phòng tắc mạch không bất động bệnh nhân tránh đặt catheter và cho thuốc dự phòng tắc mạch khi nó có những cái tiêu chuẩn như sau nhưng mà hiếm lắm đối với trẻ con ít ít lắm người lớn dễ bị tắc mạch hơn cho trẻ con ít khi em phải sử dụng cái này lắm nếu có tăng huyết áp thì dùng thuốc hạ huyết áp trong cái điều trị hỗ trợ cẩn thận phải bắt buộc phải cho canxi và vitamin D liều cao ha hoặc là nó có thang đau bầu bầu dạ dày thì khi đó các em cho thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày dạ dạ dạ. nếu nó thang ở trẻ con ngộ lắm nó uống bọc cọt tê quý gì nè 12 viên chẳng hạn cái dạ dày nó trơ trơ nóng sao hết trời trơn á đa số nóng sao hết trời trơn á người lớn thử uống bọc vậy biết chừng à. uống vô là biết chừng luôn á đó. đó. trẻ con ngộ lắm nó <laughs> cái dạ dày nó tốt ha à. rồi Thân hư theo dõi các em theo dõi gì cân nặng chiều cao bmi huyết áp và qua cái uh, que thử nước tiểu ha để um, uh, xem coi cái đạm niệu nó có bớt hay không. Còn uh, nếu mà bệnh nhân tái phát thường xuyên thì các em theo cái phát đồ này, tại vì mình sử dụng corticoid quá nhiều, mình phải theo dõi cái tác dụng phụ của corticoid. Rồi, theo dõi chủng ngừa đầy đủ sau khi ngưng tọt tí quý the, hai bốn tuần không nên cho nhập viện nhiều nên không nên ngưng cho đứa nhỏ đi học không cho nó cho nó tiếp tục đi học ha. cho nó vận động thể lực bình thường và em theo dõi tại nhà bằng cái que thấm cho má nó huấn luyện má nó theo dõi bằng que thấm thôi má nó tự làm được mà để xem coi nó có nó có bị um, tái phát hay không ha. que thấm protein là cái màu xanh xanh này nè theo dõi ha em ha quay thấm thử nước tiểu em so sánh bằng mắt thường của em cái quay thấm này bán rẻ lắm nó có mấy ngàn đồng cái ha nó uhm, đáp ứng thì nói chung á, đa số cái thận hư vô căn á, em thấy nó đáp ứng rất là nhiều ha gần 90 phần trăm màu trắng đáp ứng một phần màu đỏ hai phần trăm và kháng khoảng 10 phần trăm khoảng đó trong cái đáp ứng của cọc tí, với cọc ti quýt rồi. Ờ, trong hội chứng thận hư hồi nãy cô nói á, cái nhóm một số á, trong cái diễn tiến nó sẽ lệ thuộc cột ti quý à. mỗi lần mà em bắt đầu em giảm liều em ngưng á, nó lại tái phát vân 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 cái nhóm này á, nó phức tạp nó điều trị nó rắc rối lắm nó bị tác dụng phụ của cột ti quý rất là nhiều tại này nó phải lấy lại liều ban đầu hoài hoài nó tái phát thường xuyên vân vân thì nhóm này cô khuyên nên chuyển chuyên khoa ha. Tại vì chuyên khoa sẽ dùng phối hợp những cái thuốc ức chế miễn dịch khác mạnh hơn tùy trường hợp. Thì khi đó nên chuyển đi, em đừng cứ giữ cái nhóm này điều trị cái nhóm này mà không phải chuyên khoa nó phức tạp lắm, tại em phải sử dụng những thuốc ức chế miễn dịch khác đó. Thì để tóm lại trong cái điều trị hội chứng thận hư vô căn đây là cái lưu đồ điều trị em sử dụng theo cái um, um, uh, protocol theo cái phát đồ bình uh, thống nhất trên thế giới trong vòng 4 tuần. Nếu chưa có hết đạm niệu em truyền quýt tĩnh mạch. Nếu vẫn trơ trơ, ha xin thiết thận Và nếu bây giờ có điều kiện thì làm gen luôn ở cái giai đoạn này. Thế mình nó ra gen mà nãy cô nói đó người ta đã xác định một đống mấy cái gen nephrin, podocin tùm lum đó thì khi đó nó là do tổn thương cái cái gen rồi thì em có dùng nó đâu phải là cơ chế miễn dịch tổn thương gen nó không phải là cơ chế miễn dịch do đó mình đâu có điều trị ức chế miễn dịch cho bệnh nhân chi nó bị tốn kém và nó bị ảnh ừ, biến chứng của 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 uh, thuốc ức chế miễn dịch ha cho nên khi này ngừng ngừng không điều trị gì hết nếu mà là gen nó ngừng hết còn nếu mà chỗ này em xin thiết thận mà nó rẫn ra là thận hư á, mà không có phải thuộc mấy cái gen mà giờ người ta đã phát hiện được á, thì em tiếp tục cho ức chế miễn dịch thì người ta dùng cyclosporin hoặc tacrolimus và trong cái quá trình này chuyên khoa nha cô nói phát đầu này của chuyên khoa rồi bệnh nhân có thể lui bệnh hoàn toàn không thái phát hoặc là vẫn tái phát nhưng mà nhạy corticoid hoặc là không đáp ứng hoàn toàn. Khi đó em ngưng hết và điều trị bằng ức chế men chuyển thì cái nhóm này nó diễn tiến đến giai đoạn cuối đó. Uh, đây là cái cái uh, tóm lại cái điều trị của hội chứng thận hư vô căn khi thất bại với điều trị ban đầu trong vòng 4 tuần mình phải đi theo cái lưu đồ như vậy và mình biết cái tiên lượng nó như thế nào. Nó vậy đó nói chung mình không biết trước bệnh nhân mình sẽ như thế nào trong quá trình điều trị mình mới mình mới biết được nó là cái bài thận hư cái này cô tóm lại những gì nãy cô nói thôi đa số nó đáp ứng rất là tốt nó nó đa số nè nếu nó không đáp ứng thì em phối hợp thuốc còn cái nhóm sinh thiết á mà nó ra một trong ba cái sang thương giải phẫu bệnh nãy cô nói á thì nó là vẫn là thận hư thì khi đó gọi là kháng cọt ti quý thì khi đó em sử dụng uh, những cái ức chế miễn dịch khác còn nếu ở đây em xin thiết thận mà nó ra những cái bệnh cầu thận khác ha, đây thì khi đó đâu có đi theo cái phát đồ này được đâu có quay lại đây nè xin thiết thận đây nè nếu mà nó không có ra một trong ba cái chẩn đoán giải phẫu bệnh mà cô nói các em ngay từ đầu á thì coi chừng nó là bệnh khác rồi, ngưng rồi, đâu đi tiếp cái phát đồ này, những bệnh khác nó có phát đồ khác hết, ha. ví dụ như lupus đỏ chẳng hạn nó có phát đồ của lupus đỏ, bệnh cầu thận IgA nó có cái phát đồ của IgA, cho nên khi đó em em không có đi theo cái lưu đồ này nữa, lưu đồ này là thận hư vô căn, rồi các em có câu hỏi gì không các em có câu hỏi gì <laughs> bài thẳng thư à mời em Slide số mấy? Slide của em coi số mấy vậy? Tái phát nó có nhiều tiêu chuẩn. Treatment. định nghĩa tái phát uh, tái phát có nghĩa là nó xuất hiện lại đạm niệu đầu tiên huh. tái phát nghĩa là nó đang hết uh, nó lành có nghĩa là đạm niệu nó bằng không được chưa uh -huh. bệnh nhân đó em đang điều trị một tháng cái bệnh đạm niệu nó hết rồi nó hết đạm niệu rồi có nghĩa là nó hết tiểu đạm rồi cái em đang điều trị lúc hiện tiểu đạm trở lại có nghĩa là nó tái phát tái phát có nghĩa là nó xuất hiện tiểu đạm trở lại và nếu hai lần tái phát liên tiếp trong suốt quá trình điều trị quá trình điều trị của mình là 4 tháng 4 tháng rưỡi nếu mà em đang điều trị ngon ơ vậy nè đạm niệu nó băng bằng không nè cái đùng cái nó lại xuất hiện đạm niệu trở lại là lúc đó nó tái phát ví dụ như trong cái quá trình em đang điều trị 4 tháng đó cái em em mới đánh lại mạnh lại từ đầu xong cái em bắt đầu em 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 vô cái giảm 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 liều theo quy định nãy đó nó lại tái phát một lần nữa tái phát có nghĩa là xuất hiện lại đạm niệu trong cái khoảng thời gian tụy hoặc là trong cái quá trình em điều trị hoặc tái phát ngay sau khi ngưng corticoid bệnh nhân đang dưới corticoid thì đạm niệu nó bằng không nhưng mà đến khi em bắt đầu em ngưng corticoid nó xuất hiện đạm niệu trở lại thì khi đó gọi là tái phát đó là vậy đó và cái chuyện mà bệnh nhân tái phát đi tái phát lại như thế này nó xảy ra nhiều lắm em ha nãy cái tiên lượng cô nói đó nó chiếm gần 40 phần trăm nó nhiều lắm rồi các em có câu hỏi gì nữa không tái phát là vậy đó các em có câu hỏi gì không nhóm mình kia nó có hỏi gì không đây các em có câu hỏi gì bài thần hư nói chung các em um, um, có thể điều trị được ngoại trú không với những cái mà nãy cô nói á, cho các em ha nếu thấy có biến chứng thì đừng ha chuyển bệnh viện ha nếu có những cái ngay từ đầu em khám em thấy có những cái dấu hiệu mà nó không có uh, không có nguyên phát có hội uh, chứng uh, nephritic hội chứng viêm thận cấp thì thôi chuyển chuyên khoa liền đi nhà chuyên khoa họ sẽ làm vậy vậy vậy, vậy đó đó là như vậy còn lại các em điều trị được hết nha cô đã từng điều trị ngoại trú rồi không có sao hết trọi trơn á cô điều trị hết mấy cái này ở ngoại trú không có vấn đề gì hết á và uh, những cái ca uh, nặng thì vô chuyên khoa chuyên khoa phải làm những cái bước như vậy đó rồi các em có câu hỏi gì thêm không không giờ rưỡi um, cô qua cái bài đau khớp ở trẻ em trong cái bài đau khớp á các em uh, trình bày được cái cách hỏi bệnh trước một bệnh nhi đến đau khớp. Ha. Bệnh nhân của mình uh, đau khớp uh, thì em biết cách hỏi bệnh. Em trình bày được những đặc điểm khi khám lâm sàng. Chỉ định được các xét nghiệm. Và trình bày được các nguyên nhân đau khớp ở trẻ em. Thì uh, cái đau khớp uh, thường thì thấy người lớn bị đau khớp nhiều hơn. Ha. Nhưng mà ở trẻ em nó cũng bị nhiều lắm nhưng mà đặc điểm của trẻ em nó khác người lớn á cái đau khớp ở trẻ em nó khác người lớn um, có rất là nhiều nguyên nhân ở trẻ em nhiều nguyên nhân lắm cái bài này các em sẽ thấy rất là nhiều nguyên nhân luôn gồm những cái bệnh rất là nhẹ đến những cái nguyên nhân trầm trọng nặng ác tính ừ, cái triệu chứng đau khớp nó là một cái triệu chứng ha mà các em sẽ thấy nằm trong rất là nhiều bệnh tiếp cận bệnh nhân bị đau khớp thì uh, em đầu tiên em xem coi nó có cần phải xử trí cấp cứu hay không để mình xử trí liền lập tức ví dụ như viêm xương khớp do vi trùng nó sưng nóng đỏ đau to vậy đó nó là do vi trùng thì khi đó phải cấp cứu rồi còn lại em có thể đi từ từ và dạ, coi nó là bệnh gì rồi mình tính tiếp ha hoặc là bệnh nhân có những cái biến chứng tim mạch này kia kia nọ thì khi đó em phải cấp cứu còn lại em đi từ từ được thì tùy mình đánh giá tình hình coi nó có cần xử trí cấp cứu hay không rồi mình tính tiếp à, chẩn đoán đau khớp á, dựa vào việc khám lâm sàng sự hiện diện của viêm một hay nhiều khớp đặc điểm của viêm của của đau khớp các em đếm ví dụ như em hỏi bệnh nhân á dù nó than đau khớp em hỏi ngoài cái khớp đó còn đau khớp nào cái đó chỉ 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 nó chỉ em đếm một hai ba bốn năm sáu cái khớp ha cái đó là cái cách tiếp cận để chút nữa em hướng về nguyên nhân em đếm số khớp bị tổn thương rồi và em xem cái tình huống tình huống xuất hiện á cũng như là các triệu chứng ngoài da hay tổng quát đi kèm. Chút nữa lần lượt mình sẽ thấy ha. Và đối với trẻ em á, cái đau khớp nó được định nghĩa khi có biểu hiện đau ở vị trí khớp hoặc vùng xung quanh khớp. À, tại vì đứa nhỏ nó không có biết chỉ cho em cái chỗ nó đau. Ví dụ như người lớn á, em hỏi đau khớp nào, người ta chỉ đúng cái khớp đó ha, tôi đau khớp này ha. Mấy đứa nhỏ nó không biết đâu, em hỏi mấy đứa nhỏ nhỏ thì thôi khỏi đứa mà nó trả lời được cái em hỏi nó nó đau cái khớp này mà nó chỉ gần gần á nó, nó không có chỉ đúng cái khớp nó đau đâu cho nên đối với trẻ con khi mà nó chỉ gần gần đó thì em phải nghi 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 ngờ á rồi nghi ngờ cái khớp gần gần đó đó cái lý do đến khám thì nó đau nó sưng khớp nó cứng khớp nó biến dạng nó yếu cơ hoặc mất chức năng một trong những lý do này nó đến khám với em ha rồi thì khi em hỏi bệnh á, em hỏi cái tiền căng nè, chấn thương nè, sưng đau khớp nè, nhiễm siêu vi có hay không nè. Tại vì chút nữa chúng ta sẽ đi hàng loạt những cái bệnh nó nó có thể kèm theo những cái triệu chứng này không? Cái vị trí đau nè. Một hay nhiều khớp nè. Nó có di chuyển hay không nè. Thời điểm đau trong ngày nè. Nó giảm đau khi nghỉ ngơi hay dùng thuốc hay không nè. Um, nó khởi phát lúc nào dưới 15 ngày không trên 15 ngày mà dưới 3 tháng lúc mà cái lần đầu mà em tiếp cận bệnh nhân đó hay là trên 6 tuần thì khi đó mình sẽ hướng đến chẩn đoán tùy theo cái thời điểm khởi phát ha? các dấu hiệu đi kèm có hay không chú ý những cái bệnh là những cái dấu hiệu ngoài da nè phát ban nè những cái tổn thương mắt có hay không? Chút nữa các em sẽ thấy mình phải để ý hết mấy cái mấy cái triệu chứng này tiền căn gia đình nè. Đó, mình phải hỏi hết ha. Và khi hỏi bệnh á, em để ý hai hai nhóm nguyên nhân, chút nữa lần lượt mình sẽ mình sẽ dựa vô nó đó. Là đau khớp do cơ học hoặc là do hiện tượng viêm hai nhóm nguyên nhân chính cơ học nghĩa là gì là do cái khớp đó nó bị đau nhưng mà không có viêm ha em ha nó không có hiện tượng viêm nó xuất hiện khi gắng sức sử dụng nó nhiều quá nó đau thường vào cuối ngày tại vì sử dụng cả ngày mà cho nên nó ít khi đau vào sáng sớm lắm nó những đặc điểm ha nó giảm khi bệnh nhân nghỉ ngơi nghĩa là không có sử dụng cái khớp đó đó cơ học mà em không sử dụng thì nó ít đau và nó không có làm cho bệnh nhân thức giấc ban đêm trong khi á, cái đau hớp mà viêm á thì nó sẽ đánh thức bệnh nhân ban đêm. Viêm mà hiện tượng viêm đâu có ban ngày ban đêm nó nằm ị trong đó chứ nó đâu có hết đầu. Nếu mà có hiện tượng viêm thì lúc nào nó chẳng viêm ha. Cho nên khi buổi tối á, nó làm cho bệnh nhân đau lắm. Đó là như vậy. Và nó đánh thức bệnh nhân nếu có viêm ha. Nếu hiện tượng viêm á, thì khi em hỏi bệnh á thì nó có thể giảm đau trong ngày hoặc là khi hoạt động vừa vừa như giảm nó khám lâm sàng em khám hết tất cả các dấu hiệu các dấu sinh hiệu ha tìm cái dấu nhiễm trùng tìm cái ngã vào nếu nghi ngờ viêm khớp mũ ngã vào nghĩa là cô nói cái ngã vào nghĩa là gì Viêm khớp mũ, ví dụ như bệnh nhân đến cái sưng cái đầu gối to một bên chẳng hạn, em sờ sợ, sợ em thấy có vẻ bập bền, mũ mũ không á, thì em tìm nó có cái vết trầy nào là cái ngã vào á, ngoài da đó, gần gần đó hay không, thường là dưới chân ha, nó đạt trúng cái gì đó, sau đó nó sưng cái gì vô đường máu, nó sưng cái khớp gần nhất á thì nhớ chú ý tìm cái ngã vào và thường những cái nhóm đó là Staphylococcus là con tụ cầu vàng. Khi đó mình hướng cái kháng sinh đánh trúng con tụ cầu vàng thì mình sẽ, cái khả năng của mình sẽ điều trị nó chính xác hơn. Cái dấu hiệu của hiện tượng viêm sưng nóng đỏ đau có hay không? Tính chất của khớp có di chuyển hay không? và cái khớp đó, em khám đó, để em coi cái nó đau thật sự hay không, em so sánh với cái bên bình thường á. Ví dụ như bệnh nhân nói bệnh nhân đau khớp kiểu bên này đi. Em khám bên này thấy giới hạn này, giới hạn giới hạn ha. Em thử cái khớp không đau á, em thấy nó hoạt động bình thường đó. Thì em so sánh thì em biết đối với trẻ con nhiều lúc đó, hỏi cũng khó lắm, chỉ có cái cách mình phải tìm cái cách mình khám đó, để mình biết rằng là à nó có nó nó thể hiện thực thể hơn cho mình nó em đi tìm hết các dấu hiệu toàn thân như nãy cô nói ha chút nữa qua phần sau em thấy là các dấu hiệu toàn thân đi kèm nó giúp cho em chẩn đoán vô cùng nhiều lắm khi mà bệnh nhân đến với một cái triệu chứng đau khớp thôi cận lâm sàng các em đi tìm cái hiện tượng viêm đầu tiên á quyết đồ vscp đó <cười> <cười> chỉ định các xét nghiệm miễn dịch học Quyết thanh chẩn đoán LDH lactic dehydrogenase nếu mà nghi ngờ bệnh ác tính, xét nghiệm nước tiểu nếu mà nghi ngờ những cái bệnh lý uh, tự miễn vân vân, sườn tim, X quang khớp, chọc dò dịch khớp vân vân. Đây là các xét nghiệm cận lâm sàng trong một cái đau khớp. Tuy nhiên không phải ca nào chúng ta cũng chỉ định hết hàng loạt những cái xét nghiệm này mình phải khám lâm sàng mình hướng hướng tới cái gì mình nghĩ đến nó mình mới chỉ định cái xét nghiệm để mà giúp cho chúng ta chẩn đoán chứ không phải em làm hết tập tầng tầng mấy cái xét nghiệm này đó là về cận lâm sàng bây giờ cô vô cái nhóm nguyên nhân để giúp cho các em biết bây giờ trước bệnh nhân đau khớp nè em tiếp cận một bệnh nhân đau khớp làm sao em chẩn đoán được thì đây là những cái cách nó giúp cho em chẩn đoán được thì đầu tiên á, em xem nè nó có bệnh cảnh viêm hay không hay hay là cơ học nãy cô nói rồi những cái đặc điểm của viêm và cơ học rồi ha sau đó em đếm số khớp nếu có một khớp thôi thì em đi về cái hướng này nếu nó nhiều khớp thì em đi về hướng này đó là cái nguyên tắc vậy thôi đối với một cái uh, chút nữa xuyên suốt để chẩn đoán nó cũng theo một cái lý luận như vậy thì ở đây là đối với cái tổn thương cấp dưới 15 ngày nghĩa là bệnh nhân đến với em á, khi mà em tiếp cận lần đầu em hỏi đau bao lâu rồi nó nói Dạ bác sĩ ơi đau hơn 7 ngày 7 ngày rồi bác sĩ là em vô cái nhóm này còn nếu là dưới 15 ngày ha hoặc là nó nói 3 ngày thì nó là nằm dưới 15 ngày thì em đi tiếp cận vô cái nhóm này còn nếu nó nói với em uh, em tiếp cận hỏi bao lâu? đau bao lâu rồi? Nó nói dạ đau ba um, um, tuần nay rồi. Thì chút nữa em đi vô cái phát độ cái 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 cách phía sau, nghĩa là trên 15 ngày. Nó là cái nhóm mà bệnh nhóm nguyên nhân khác rồi, chứ nó không còn trong nhóm nguyên nhân ngắn như vậy đâu. Đó, tiếp cận cái đau khớp ở trẻ con là như vậy. Thì trong cái nhóm ngắn em nhớ có nhóm viêm và cơ học Trong này em có hàng loạt những cái bệnh này. Mà cô đi từ từ để cho các em thấy đó. Cô sẽ đi từ từ <laughs> Thì Nó um, là nhóm dưới 15 ngày bệnh cảnh viêm Trong đó em có cái viêm khớp phản ứng á, Nó rất là đặc biệt Cô vô những cái gì mà đặc biệt thôi Còn lại những cái um, viêm khớp phản ứng nằm đây nè Ha huh những cái viêm khớp do vi trùng mình nhìn mình biết dễ lắm mình nhân sốt đùng đùng sưng nóng đỏ đau rờ, rờ rờ rờ, thấy mũ trong đó dễ lắm mấy cái đó chẳng đoán rất là dễ cô chỉ vô những cái mình nó lạ 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 đối với mấy em nè thí dụ như bệnh lai mà hoặc là viêm khớp phản ứng nè bệnh kawasaki nè cô vô để cho em nhận biết á còn lại mấy cái mà dễ thì cô không có đề cập đến rồi viêm khớp phản ứng là cái gì nó thường xảy ra ha em thường lắm á có khi chúng ta phải biết á nó không có vi trùng gì trọi trơn á nó vô trùng là một nó bị thứ phát sau một cái đợt nhiễm trùng hô hấp hoặc tiêu hóa nghĩa là trước đó bệnh nhân tuần lễ hai tuần trước đó bị nhiễm bị tiêu chảy bị ho uh, viêm phổi đó nó là một cái phản ứng thôi sau khi bệnh nhân bị gặp một cái vi trùng đó cái phim nó, nó, nó là một cái phản ứng của cơ thể một phản ứng miễn dịch tại vì cơ thể mình gặp cái con vi trùng nó phản ứng lại hệ thống miễn dịch mình phản ứng lại chứ thì vô hình chung cái phản ứng miễn dịch đó nó tấn công cái khớp nó gây đào nó đại khái là vậy đó nó là phản ứng miễn dịch thôi do đó ở đây không phải là vi trùng nữa mà là cái phản ứng sau khi nhiễm vi trùng có khi cái tác nhân vi trùng không còn nữa nhưng mà vẫn còn đau khớp nó vô trùng mà mấy em đó thì khi đó điều trị chỉ là chống viêm thôi tại nó là hiện tượng viêm phản ứng viêm sau đó thôi nếu mà em thấy cái gốc vi trùng mà nó vẫn còn chẳng hạn thì khi đó em cho kháng sinh còn không thì nếu đau khớp thì em cho em cho chống viêm thôi đó ví dụ như cô nói con mycoplasma pneumoniae chẳng hạn trong cái viêm phổi á nó kéo dài dữ lắm hai tuần á bệnh nhân ho đập 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 vậy đó Ừ, nếu bệnh nhân chỉ ho không thì em cho kháng sinh ha đối với mycoplasma pneumonia giờ phát đồ là vẫn là kháng sinh là azithromycin nếu mà nó không có đau khớp thì thôi nó là viêm khớp do mycoplasma pneumonia, nhưng mà cái này vì nghi ngờ mycoplasma viêm phổi là đạch đó vẫn còn ý cô muốn nói là ở đây là vẫn còn cái nhiễm trùng gốc nè nó vẫn còn ho đạch 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 mà nó viêm khớp á, thì khi đó em vẫn phải cho kháng sinh để chống lại con mycoplasma đó nhưng phải cho chống viêm tại vì nó gây cái phản ứng ở cái khớp đó hai cái còn nếu nó đau khớp thì thôi chỉ là kháng sinh thôi ha? và ngược lại cô muốn nói gì ờ, nhiễm um, um, ít, ít tôi chảy đi nhiễm con uh, salmonella đi ha? Uh, bệnh nhân uh, bị tiêu chảy cách đó tuần sao hai tuần đi giờ hết tiêu chảy rồi giờ bình thường rồi không có tiêu chảy nữa ờ, nhưng mà giờ đau khớp đâu còn tiêu chảy nữa đâu giờ đau khớp thì sao thì khi đó em chỉ chống viêm thôi bệnh gốc đâu còn nữa đâu đâu cần dùng kháng sinh trong cái ca này nó là như vậy đó cho nên trong y khoa đó mình cần cái hiểu biết xong cái mình cần lý luận thì khi đó em điều trị bệnh nhân á nó chính xác hơn là hồi đánh mù cứ thế mà kháng sinh cứ thế mà chống viêm là không đúng ha cái khoa nó cần chúng ta suy nghĩ động não để ra một cái quyết định chính xác để tốt cho bệnh nhân thôi chứ mình cho thuốc nhiều quá đủ tốt đâu mấy em cái nào cần thiết cho thôi còn không cần thiết thì đâu nên rồi còn lại các em có trong cái bệnh cảnh viêm nha nãy con đang nói bệnh cảnh viêm Kawasaki thấp khớp cấp và thấp là những cái cũng rất là thường gặp uh, ở trẻ em bệnh Kawasaki mấy em uh, y 4 hả chắc là mới bắt đầu đi lâm sàng mà phải không thì chắc là cô các em nào thấy bệnh Kawasaki lần nào chưa chưa thường em sẽ thấy nó trong khoa tim mạch đó cái em sẽ đi các em thấy nhưng mà nếu các em học xong cái bài này cô biết chắc chắn nếu em gặp nó ngoài đời em chắc chắn em chẳng đoán được đôi lúc người ta bỏ qua đó nha em bỏ qua chẳng đoán đó người ta không biết đó nhưng mà rất là nặng nề nếu mà mình bỏ qua chẳng đoán có khi bệnh nhân không chết đâu nhưng mà hai ba chục năm sau phình động mạch vành hoặc phình động mạch chủ bụng ha biến chứng á mà có khi bệnh nhân không biết bị bệnh mà cũng không biết chẳng đoán bác sĩ không chẳng đoán ra không 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 chẳng đoán thì đúng hơn nhưng mà cô nghĩ rằng là các em học xong bài này các em chẳng đoán được Bệnh Kawasaki là cái gì? Là triệu chứng lâm sàng Chẳng đoán là triệu chứng lâm sàng ha? Nó là hiện tượng viêm mạch máu thôi Bệnh nhân đây Triệu chứng lâm sàng với mấy em Môi đỏ lòm Môi nứt Lưỡi đỏ lòm Môi khô nứt Phát ban Đó Số Từ từ tiêu chuẩn chẩn đoán sốt trên 5 ngày và có 4 trên 5 dấu hiệu sau. Viêm kết mạc, lưỡi dâu tây, ngôi khô, miệng đỏ, phù chi, hồng ban đa dạng, hạch cổ. Cơ chế viêm mạch máu không đặc hiệu. Đây, viêm kết mạc hả em ha? Bệnh nhân viêm kết mạc nhưng mà không có mũ, bốn trong năm triệu chứng nó sốt với lại bốn trong năm triệu chứng sau đây nó có thể thấy mắt nó đỏ em từ xa em đã thấy mắt nó đỏ ha mà đặc biệt là cái môi nó đỏ lòm vậy nè môi đỏ giống như là thoa son vậy đó đỏ đỏ rực nếu anh kêu le lưỡi ra cái, cái 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 lưỡi đỏ như là trái dâu tây á lưỡi dâu á đỏ lòm luôn ha kết mặt mắt không có chảy ghèn nha mắt đỏ nhưng mà không có ghèn nó viêm mà nó sung huyết mà đặc điểm của nó là bông tróc da đầu chi đây tróc nghe nè dạ tróc 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 gì đó đầu chi nó tróc 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 rất là điển hình ha em ha và cái đầu chi nó hơi phù phù một chút nó phù không phải giữ nước đâu nó phù cứng nó phù do viêm á nó phù phù nhẹ nhẹ thôi nó có phù nhiều đâu nó biến đổi đầu chi thì đúng hơn nó bệnh nhân có thể có một cái hạch cổ nhưng mà không có mũ bao giờ hết đó. không có mũ thường hạch cổ vì mà nó có mũ nè không có mũ gì hết á và một cái đặc điểm nữa nếu mà có là hầu như là chắc chắn là nó đó là tróc da quanh hậu môn nó là một cái dấu hiệu nó gọi là patygnomonic có nghĩa là khi có cái dấu hiệu tróc da quanh hậu môn cái em thấy đây á chắc chắn 100% đó là bệnh Kawasaki không kể nào có trong một cái bệnh nào khác hết á đó. cho nên khi mà em nghi ngờ em vạch hậu môn ra em khám ha, mà em thấy tróc da như vậy là em có thể chẩn đoán chắc chắn nó luôn khỏi cần làm xét nghiệm hoặc là những cái triệu chứng khác luôn nó rất là điển hình của Kawasaki ngoài ra đó cái chỗ mà sẹo BCG á, mỗi người mình có cái, sẹo BCG nè em dạch lên em xem thì em thấy nó bong tróc ra nó tróc da đó nó tróc cái chỗ cái sẹo BCG đó nó như vậy nó đặc điểm của Kawasaki um, tiêu chuẩn chẩn đoán cô nhắc lại sốt trên 5 ngày và có 4 trên 5 cái dấu hiệu như nãy giờ mình đã thấy hình ha cơ chế đó là viêm mạch máu không đặc hiệu rồi cái này nó gây đau khớp bệnh kawasaki nó gây đau khớp rất là nhiều cái này là để em chẳng đoán thôi nhưng cái đau khớp nó đi kèm với cái bệnh này rất là nhiều nhưng mà đau khớp nó không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán nó viêm cái khớp á nhưng mà nó không phải là tiêu chuẩn chẩn đoán do đó khi em thấy đau khớp nằm trong một cái bệnh cảnh này thì đó là bệnh kawasaki đây là giáo sư kawasaki thực sự ha em ha là giáo sư người nhật thầy đã tìm ra được cái bệnh này và suốt một cuộc đời nghiên cứu cái bệnh này. Đây là cô năm 2004 ở Taipei trong cái hội nghị gặp thầy Kawasaki về cái hội nghị lâu lắm rồi, hồi đó cô trẻ măng à. <laughs> đó là bệnh Kawasaki. Còn thấp khớp cấp á, cô lướt qua nhanh thôi. Cái đau khớp trong thấp khớp cấp các em học ở trong bài của Nhi có chương trình Nhi đó, có uhm nó đi vô chi tiết nó cũng giống như trong cái chương trình nhi các em học thì uh, nó là do nhiễm con liên cầu khuẩn tăng huyết nhóm A ha và đau khớp nó di chuyển cái triệu chứng mà để xác định thì em có hai tiêu chuẩn chính đây hoặc một chính hai phụ đây và bằng chứng của nhiễm liên cầu nhóm A thì cái đau khớp trong cái bệnh cảnh thấp khớp cấp nó có những cái đặc điểm và tiêu chuẩn chẳng đoán phải như vậy thì nó mới là thấp khớp cấp còn không thì nó không có tủ tiêu chuẩn này thì không có đúng nghĩ cái khác em ha cái kế tiếp đó là cái nhóm ban xuất huyết dạng thấp enotronine nó là viêm mạch máu nhỏ nó có cái xuất huyết nó có đau khớp và những cái triệu chứng khác ở tiêu hóa và thận cái Enochulain chủ yếu em chẳng đoán dựa vào lâm sàng nãy cô nói Kawasaki chẳng đoán cũng vô lâm sàng nha tiêu chuẩn chẳng đoán nãy em thấy ha Enochulain cũng vậy cũng là tiêu chuẩn lâm sàng và cái đau khớp mà em thấy nếu nó nằm trong một cái bệnh cảnh ban xuất huyết như vậy nè bệnh nhân than đau khớp mà xuất huyết ở vùng chịu sức nặng có nghĩa là cái chi không á nó là Enochulain chắc chắn luôn á nghĩa là em mà thấy cái hình này rồi lần sau á mà em thấy những cái ban xuất huyết như vậy là em khỏi phải đi tiệm gì cho khác chắc chắn nó là enoslide nó đặc điểm lắm nó đặc đặc thù lắm nó ở dưới chân mà ha nó ở những nơi cái ban xúc huyết á chịu sức nặng và khi đó nó có triệu chứng đau khớp đi kèm đó ở trẻ nhũ nhi thì do nó nằm thì nó có thể ở tay nó là ban xuất huyết nó cũng là ban xuất huyết thôi ờ, trong bệnh cảnh viêm á các em có viêm khớp do vi trùng thì này dễ rồi cô không nói nhiều nó hiện tượng nhiễm trùng nó rất là rõ viêm màng hoạt dịch cấp á người ta gọi là thấp khớp hông á viêm đờ đó thì này đặc điểm ở trẻ con lắm này là gì cái này chúng ta phải biết ở trẻ con nó có những cái bệnh đó, nó xuất hiện khoảng 5 đến 10 tuổi nó ngủ một đêm sáng dậy nó không có đi được nó liệt ngủ một đêm sáng dậy liệt không nhúc nhích gì được hết đó cái chân đó ừ. nó không sốt không có triệu chứng gì khác ngoài cái chuyện liệt chức năng nhanh chóng vậy đó nhưng mà nó đặc điểm lắm mình đi khám tùm lum tà la hết ba năm ngày sau nó tự khỏi nó hết nó hết sau khi dùng thuốc hoặc là sau khi nghỉ ngơi nó là cái viêm màng hoạt dịch ở trẻ em ba năm ngày sau nó tự nó hết nó có thể là người ta nói nó do gì nó có thể là cái phản ứng sau một cái nhiễm siêu vi nào đó trước đó em ha ví dụ như trước đó chạy mũi chạy mũi chạy mũi năm ngày sau bảy ngày sau cái nó bắt đầu ủa cái chân hết nhúc nhích rồi ngủ dậy hết nhúc nhích được rồi nhưng mà nó không sốt nó không gì trời trơn nó cũng là cái phản ứng thôi nhưng mà nó tự hết hoặc là em có thể cho nu thuốc chống viêm rồi trong cái nhóm đau khớp và bệnh lai mà thì nó đặc biệt hơn nó là do cái con Borrelia này ha à, Nà, bệnh nhân có cái tiền sử đi đi chơi ở đâu ở vùng dịch tễ trong rừng á bị con ve cắn ve cắn nó mới truyền cho cái bệnh này thì bệnh nhân đến mà than đau khớp với em á thì em hỏi gần đây có đi chơi đâu không có đi du lịch đi giả ngoại đi đâu ở trong rừng hay không chơi á đi chơi đi trong rừng con ve nó cắn hoặc là nói người ta nói ta bị cái con con gì nó cắn á thì coi chừng nó đó khi đó. đó em phải dùng kháng sinh trong cái bệnh này em làm cái huyết thanh chẩn đoán và em dùng kháng sinh đối với bệnh lai mà nó là cái đau khớp trong hiện tượng viêm đó còn nếu bệnh cảnh cơ học nè này, này không còn viêm nữa ha nó là sau cái chấn thương thì dễ rồi hoặc là những cái xuất huyết do emophilia bú mạch máu vân vân đó là nguyên nhân chấn thương thì nãy giờ cô qua cái phần mà dưới 15 ngày còn emophilia là bệnh thiếu yếu tố 8 á em bệnh huyết hữu emophili á ừ. nó xuất huyết dữ lắm một cái khớp nó xuất huyết dữ lắm thì đau khớp trong bệnh cảnh này là cơ học là chắc rồi không có hiện tượng viêm gì hết ha nó có thể có viêm nếu mà sưng bự quá có viêm ừ. nhưng mà mình thấy rõ là do xuất huyết rồi rồi nãy giờ lướt qua đó là những cái nguyên nhân tổn thương mà ví dụ nó đến với em trước 15 ngày thì em nghĩ đến những nguyên nhân đó còn bây giờ nó đến với em sau 15 ngày tương tự em cũng xem có hiện tượng viêm hay không và em đếm số khớp một hoặc hai khớp hay là trên hai khớp thì khi đó em chẳng đoán tiếp theo theo cái hướng này ha nếu mà nó nằm ở một đến hai khớp cái hiện tượng viêm nó có thể nằm trong cái nhóm này đó vậy đó nếu mà nó nhiều khớp quá thì nó lại nằm trên nhóm này thì uh, lần được thì các em uh, biết cái viêm khớp vua căng thiếu niên á tuy nhiên cái này nó có thể nằm cả hai nè nó có thể một khớp hoặc nhiều khớp cho nên cô vẫn phải để nó cả hai Tiêm khớp vô căn thiếu niên nó giống như thấp khớp cấp ở người lớn nhớ vậy đó vậy thôi à, không xin lỗi nó giống như viêm đa khớp dạng thấp ở người lớn thì đúng hơn viêm đa khớp dạng thấp các em học bài đó chưa ở người lớn á giống y chang vậy đó cơ chế vậy thôi ở trẻ con người ta gọi nó là viêm khớp vô căn thiếu niên là cái từ gọi vậy thôi chứ nó là viêm đa khớp dạng ở thiếu niên trẻ con thì nó có thể có những cái tổn thương đau khớp rất là nhiều nhưng mà đặc điểm nó nó uh, nhiều thứ lắm. Các em biết vậy thôi chứ chẩn đoán nó không có dễ. Ha cái viêm đa khớp uh, vô căn thiếu niên chẩn đoán không có dễ. Cơ chế nó là gì? viêm nguyên niên phải là cái người chuyên khoa khớp mới chẩn đoán được. Chỉ là mờ là mờ thôi chuyển đi chẳng đoán khó lắm cô đã từng làm mấy cái này hết rồi cho nên chính vì vậy cô có thể nói với các em như vậy chứ không phải tự nhiên cô mới nói Ôi, chuyển đi đi không có gì đâu tại cô đã từng chẩn đoán mấy cái này rồi trên nhiều chục năm cô thấy nó trần thân gian khổ để cô đưa ra cái chẩn đoán cho nên cô mới nói thôi mấy em đau cái đầu mấy em chi nếu mà em không có làm xong cái chuyên khoa này hmm. cho nên nó là như vậy <laughs> vậy thôi tại cô biết cô biết nó, nó, khổ như thế nào để mà ra được cái chẩn đoán cho nên cô cũng khuyên mấy em phải nhưng mà ít ra các em cũng phải biết nó là cái gì ha cơ chế bây giờ rõ ràng lắm mấy em cơ chế bây giờ ở trước của cái thời cô trước đây không có rõ nhưng mà cơ chế lúc sau này của cái viêm đa khớp um, coi như là dạng thấp rheumatoid đó nó là tnf alpha ha cytokine này nè nó dần tnf alpha là thủ phạm người ta đã chứng minh luôn rồi cái đó không, không nói gì được hết á cho nên chính vì người ta chứng minh được cái cytokine mà gây cái bệnh này nó là tnf alpha cho nên bây giờ nè mấy em thời điểm của ngày những năm sau này cái cách điều trị là dùng anti tnf alpha thì bệnh nó mới hết hẳn còn trước đây tụi cô điều trị này hả cọt tí quý nè nè điều trị trần thân luôn Bệnh nhân không có hết đâu. Khó hết lắm. Nó cứ ị ạch, ị ạch, ị ạch suốt à. Lúc sau này thì khi người ta chứng minh cơ chế sinh lý bệnh học là TNF-Alpha và người ta sử dụng anti-TNF-Alpha. Thuốc hiệu quả vô cùng. Tuy nhiên mắc vô cùng. Và hiện tại ở Việt Nam chưa có. Muốn có phải nhập từ nước ngoài. Hiện tại á. Và phải có một cái công ty em đã kêu cái công ty đó nó nhập về cho em ở Việt Nam nha muốn sử mới sử dụng được nhưng mà cô nghĩ rằng là một tương lai gần mình sẽ có đó từ từ cái gì cũng vậy lúc đầu mình không có nhưng mà rồi cuối cùng rồi ở nước mình cũng có thôi nó đã giờ cô thấy là nó như vậy hiện tại thì nó chưa có phổ biến được ở Việt Nam thì trong cái viêm khớp uh, vô căn thiếu niên ha, khi mà em nội soi ấy, nó ăn mòn hết tất cả các khớp do hiện tượng viêm ha. nếu mà em lấy cái mô khớp ra em coi với kính hiển vi em thấy toàn là tế bào viêm khủng lắm đầy hết đó. đây cái nội soi nó ăn nát hết cái khớp ha, và nó biến dạng xương đó. xương nó biến dạng hết trọi trơn xương nổi cục 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 lên cái tay không có sử dụng được luôn ha đây nó nó biến dạng á cho nên tàn phế đó, mấy em sử dụng không được cái cái những cái ngón tay những cái khớp biến dạng như này cứng ngắt luôn á nó cứng luôn á nó là như vậy và nếu mà chúng ta chụp X quang thì em thấy loãng xương khủng luôn nó loãng xương kinh khủng luôn đó trong cái bệnh này thì nói tóm lại viêm khớp thiếu niên nó vẫn có chẩn đoán nó khó uh, nó có đa dạng lắm ý cô muốn nói tại sao em uh, khó chẩn đoán tại vì nó đa dạng là nó có dạng toàn thân sốt cao đùng đùng giống như nhiễm trùng huyết vậy đó tại sao cô nói mấy em chẳng đoán không nổi đâu cái bệnh này nó khó lắm cô đã từng làm cô biết cho nên cô cũng chia sẻ toàn thân nó giống như một cái nhiễm trùng huyết vậy đó em lầm em lầm với một cái nhiễm trùng huyết nó nó có thể viêm nhiều khớp mà nó có thể viêm một khớp luôn nó không có giống mấy cái kia nó có thể có viêm khớp vẫy nến nó hoặc là đốt sống hoặc là những cái dạng nó, nó rất là khó chẩn đoán trên lâm sàng cho nên đối với trẻ con cái bệnh này nó khá là phức tạp, nó phải là chuyên khoa mới điều trị rồi. Cô chỉ nói vậy thôi. À, bây giờ cô qua cái tổn thương trên 6 tuần thì cũng à, em vẫn có là viêm khớp thiếu niên ha và một số bệnh à, như sau trong cái à, đau khớp do tăng trưởng á cô qua cái đặc biệt của của um, trên 6 tuần của uh, bệnh nhân của mình đó đây viêm khớp do tăng trưởng mấy cái kia thì nãy giờ mình lướt qua rồi những cái mà thường gặp á còn cái bệnh cảnh cơ học nè đau khớp do tăng trưởng nè nó là cái gì này là đặc điểm của trẻ con lắm em rất là đặc biệt Người lớn không có Bệnh cảnh này Nó là cơ học Nó không có hiện tượng viêm Nó rất là đặc biệt Nó ở đứa trẻ 4 đến 8 tuổi Thường nó đau đầu gối Mà cái này ngược lại Của hiện tượng viêm Nghĩa là nó đau nhiều vào ban đêm Ban ngày nó hoàn toàn bình thường Cô lưu ý các em đó, Một đứa nhỏ Đặc điểm em chỉ cần hỏi Cái chỗ này thôi Nó Má nó, nó than buổi tối nó ôm đầu gối nó khóc nó khóc nó khóc thiệt á nghĩa là nó đau thiệt sự nó khóc nhưng mà nó kỳ lắm bác sĩ buổi sáng nó chạy tay te vậy đó và má tưởng nó nói nó dốc tại sao buổi sáng nó chạy tay tè, tè tè nó đi bình thường mà cái tối nó bắt đầu nó nói nó đau nó khóc lạ chứ ha nó đó nó là đau khớp do tăng trưởng đặc điểm của đau khớp do tăng trưởng cho nên nếu mà mình biết cái bệnh này mà trong cái quá trình hỏi bệnh mà em thấy như vậy á, là em hướng đến cái này. Tại sao cô nói các em như vậy? Là tại vì bệnh nhân á, bị chẩn đoán lầm ở các bệnh viện lớn á, là thấp khớp cấp và sau đó uống thuốc 2-3 năm trời. Uống thuốc nha, để điều trị thấp khớp cấp đó. Um, penicillin, Nystatin này kia đó. Bà má bà thấy kỳ quá, à. nó hết bệnh rồi, nó không có cái gì hết đó. Nhưng mà đi khám, tái khám là vẫn phải uống thuốc, vẫn phải uống uống hai ba năm rồi uống suốt đời nữa. Vì bà thấy nó có cái gì đó, nó không ổn. Này bà đi hỏi uh, người nhà là bác sĩ uh, đồng nghiệp, cái người nhà nói thôi, sao cũng thấy lạ lạ. Anh ta bác sĩ, người ta cũng thấy lạ lạ, người ta thấy lạ lạ. Nói, thôi, bây giờ đi hỏi chuyên khoa đưa bệnh nhân đến cô hả cô chỉ dựa vô cái câu đó mấy em một cái bài buổi tối khóc ban ngày chảy trời rồi cô nói này viêm khớp do tăng trưởng cô lấy lại bệnh sử cô lấy hỏi lại bệnh sử thì á, bà mẹ bà nói rất đúng như vậy ha nó nó hết sau đó nó xuất hiện một hai lần trong tuần nhưng mà khi mà khám tất cả đều bình thường hết trọi trơn em biết cái ca đó đó, cô mới lục lại, cô mới xin bệnh viện đó, nó nên điều trị một bệnh viện nhi, cô mới có giấy xuất viện, đó, cô mới kêu kế hoạch tổng hợp lục cho cô hồ sơ bệnh án của cái ca này nè, nó lục, vậy mấy em hồ sơ kế hoạch tổng hợp đó cũng là học trò cô luôn, nó lục ra cho cô để cô coi nó lại gì cái thời điểm đó đó, nó không có hiện tượng viêm nha mấy em, nó không có hiện tượng viêm chút nào hết đó, đó. Thì khi đó cô mới nói cái ca này hồi lúc nó bị bệnh nó là một cái đau khớp gia tăng trưởng. Nó tự nó hết và sau đó nó hết. Mình không có phải điều trị extensilin hay là tất cả những cái gì mà trong cái như là cái phát đồ của thấp khớp cấp hết á. Người ta chẳng đoán nó là thấp khớp cấp. Và người ta điều trị nó nặng nề như vậy. Chính người nhà cũng không cảm thấy rằng là điều trị như vậy quá quá mạnh nó mới đi hỏi người nhà là một bác sĩ và một bác sĩ cũng thấy như vậy mới chuyển thì cái này là cái chia sẻ kinh nghiệm mà cô muốn chia sẻ với các em á và sau đó cô ngưng hết cô ngưng hết thuốc cô, cô chắc chắn nó là cái đau khớp tăng trưởng và nó có những đặc điểm như trang chang như vậy đó nhà bệnh nhân cần điều trị kháng viêm trong vòng một tháng mà thôi ha Ngoài ra nó không có cần uống thuốc suốt đời giống như giống như cái ca bệnh đó nó là như vậy rồi trẻ con nó có những cái đặc điểm nó nó tăng trưởng là gì nó nó nhỏ mà nó cao nhanh đó mấy em nó lớn nhanh đó nó do tăng trưởng nghĩa là mấy đứa nhỏ nó lớn nhanh đó cái cái khớp nó, nó chịu không nổi nó cao ừ? mấy đứa này em nhớ em em nhớ em coi canxi trong máu nó có tốt hay không vitamin d nó có tốt hay không thường nó thiếu canxi nó thiếu vitamin d nữa cho nên nó nó lớn nhanh quá nó tăng trưởng nhanh quá mà. nó không có đủ những cái chất để cho xương với khớp đó. nó phát triển thường nó đi kèm theo không thiếu canxi thiếu vitamin d cái nhóm này nè nó như vậy thì khi đó em chỉ cần bổ sung vitamin d và canxi cho nó thôi nó hết nó nó rất là đặc điểm của trẻ con á, người lớn không có mấy cái bệnh này. Bệnh lupus, đau khớp rất là nhiều ha. Cô không có nói nhiều, mấy cái bệnh này các em học hết rồi. Mấy cái này uh, ông phải học hết nhưng mà trước sau gì cũng phải học nó thôi. Nó là bệnh tự miễn ha. Nó uh, uh, tiêu chuẩn chẩn đoán hồng ban cánh bướm, hồng ban đa dạng, nhạy cảm ánh sáng, lét họng, đau khớp, nằm đây nè cái viêm khớp của mình nó nó nằm trong này nè hả nó viêm màng ngoài ngoài tim phổi tổn thương thận tổn thương thần kinh nó giảm bạch cầu tổn thương huyết học á nó có những cái kháng thể uh, tự miễn và chẳng đoán là trên 4 trên 11 tiêu chuẩn như nãy giờ cô để cho các em nhưng mà có thể 3 trên 11 tiêu chuẩn cũng là lupus được thôi Đặc điểm của nó là gì? Bên này xem xem nó hiện lên. Lupus Hồng ban cánh bướm là đặc điểm em ha. Đây. Hồng ban cánh bướm của để vị trí hàng đầu. Hồng ban cánh bướm ở trên mặt nè. Giống như cái cánh bướm vậy đó. Này người lớn nè. Này. này trẻ con nè. Nó như vậy đó. Em nghĩ cái từ lupus nó ở đâu ra? Tại sao người ta gọi đó là bệnh lupus đỏ? Các em có nghĩ nó ở đâu ra không? Có nghĩ đâu ra không? Chưa, chưa nghĩ ra. Cái mặt như vậy nè, nó giống mặt chó sói. Chó sói. Cái con chó sói, cái tên của nó là Lu. Lu là con chó sói tên nước ngoài. Hồi cái thời xa xưa người ta chưa biết cái bệnh lupus là cái gì á. Người dân gian nói trời ơi sao bệnh nhân này cách đây chừng một thế kỷ cũng biết đại khái là lâu lắm người ta không biết cái bệnh này là gì. Người ta nói ủa sao cái mặt của cái bệnh nhân này nó giống mặt con chó sói quá. Ừ? Hai cái má hai cái mặt mà nó bị hồng ban cánh bướm á em. Hồng ban hình cánh bướm này nè cho nên hồi trước đó người ta không biết nó là bệnh gì người ta nói hồng cái mặt của con chó sói từ đó nó ra cái tên cái bệnh nó là lupus là tại vì con chó sói tiếng nước ngoài nó là lu lu nhớ ha, cái tự lu và nó mang cái tên đó cho đến giờ phút này người ta muốn giữ nó luôn người ta không thay đổi cái tên của cái bệnh uh, lupus đỏ nữa đó nó tự con chó sói em thấy em nó giống giống ghê lắm trong cái lupus đỏ em chẩn đoán ha, cái này những cái hình ảnh nè để cô giúp giúp cho các em ở lần sau mà gặp một cái á, là các em có thể chẩn đoán trên lâm sàng được hồng ban dạng đĩa nãy cô nói đó cái hồng ban nó tròn do như cái đĩa nè loét họng đau khớp viêm khớp của mình nằm đây nhưng mà nếu nó đi kèm những cái dấu hiệu toàn thân ngoài như vậy đó thì coi chừng nó là lupus đó. cho nên cô có nói với mấy em trong cái đau khớp khi tiếp cận đó, các em nhớ nhìn lâm sàng khám ngoài cái khớp này có chỗ nào bị bệnh hay không có những cái dấu hiệu nào hướng hướng em hay không ha ví dụ như đau khớp trong kawasaki đó cái mắt nó đỏ lò mới lưỡi nó đỏ lò nó hướng hướng gì nó còn lupus nó có thể có những cái hồng ban vậy đó thì em hướng hướng gì nó cái đau khớp nó nằm trong rất là nhiều bệnh luôn ha nó là như vậy cái hồng ban của lupus nó đa dạng lắm nó có đủ thứ kiểu hết đó đó là như vậy đau khớp nó có nhiều cái bệnh khác nữa ví dụ như những cái bệnh viêm ruột cũng đau khớp chứng thực bào máu cũng đau khớp nó nhiều thứ lắm nó tóm lại nãy giờ mình coi quá trời luôn nếu mà tiếp cận một bệnh nhân đau khớp cô tóm lại nó rất nhiều nguyên nhân nhớ rồi mà giờ làm sao hướng được như các em bắt đầu gặp một bệnh nhân làm sao em hướng hướng đi thì cố gắng theo những cái mà nãy cô hướng dẫn viêm hay không viêm viêm hay cơ học số khớp bị nếu dưới 15 ngày thì nó nằm trong những nhóm nguyên nhân nào trên 15 ngày và mãn tính thì nó nằm trong nhóm nguyên nhân nào đó là cái cách mình tiếp cận ha và nhất là lâm sàng những cái dấu hiệu đi kèm nó giúp em nhiều lắm nếu mà em tiếp cận một ca đau khớp đó còn uh, điều trị thì nói chung cũng có gì ở đâu đại khái là giảm đau kháng viêm và điều trị cái nguyên nhân thôi chứ nó không có cái gì đặc hiệu hết em phải tìm ra nguyên nhân chứ ha và em điều trị đúng cái nguyên nhân đó như nãy giờ các em thấy rồi dụ như lipid đỏ đau khớp lipid đỏ phải điều trị lipid đỏ chứ ha tuy nhiên có một số bệnh nó nhẹ như dụ như đau khớp và tăng trưởng thì đó em dòm 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 em thấy chắc là nghi nó rồi em cho kháng viêm rồi trong vòng hai ba ngày nó hết vậy thôi nó vậy đó chỉ định nhập viện trước một trường hợp đau khớp khi nào viêm khớp mũ bắt buộc ha cho nhập viện tại vì khi đó phải điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch mà rất nhiều ngày viêm khớp vô căn thiếu niên nãy cô nói rồi đó nhập viện đi mấy em ơi cái ca này chẳng đoán khó lắm mà cô nói khó khó chẳng đoán lắm cho nên nên gặp chuyên khoa thấp khớp cấp mà có biến chứng tim mạch thì nên cho nhập viện hơn và đau khớp trong một cái bệnh cảnh huyết học thí dụ như emophili chảy máu xuất huyết trong màng đau khớp đó, thì nên nhập viện đi đừng có ôm mấy cái ca này nó xuất huyết ghê lắm hoặc là đau khớp trong một cái bệnh cảnh của ung thư máu ha bệnh bạch cầu nó đau khớp dữ lắm mấy em có khi nó bị ung thư máu mà nó không biết đó nó đến với mình nó mình khám á thấy ủa nãy cô nói mấy em để ý những dấu hiệu đi kèm thường nó thiếu máu ha nó ủa sao đau khớp thiếu máu thì suy nghĩ đôi lúc làm cái xét nghiệm như cô nói ban đầu là quyết độ về SCP thôi quyết cấp uh, nó thể hiện liền trên cái quyết đồ chứ đọc cái kết quả quyết đồ thấy liền lập tức rồi đó là như vậy thì uh, để tiếp cận tiếp uh, trong cái điều trị sau khi đánh giá đầy đủ mà không xác định được nguyên nhân không phải ca nào em cũng xác định được nguyên nhân theo cái, ha, đâu phải 100 phần trăm được thì khi đó em xin ý kiến chuyên khoa chuyên khoa đó là bác sĩ nhi bác sĩ khớp nhi á uh, hoặc là bác sĩ chỉnh hình nếu mà em nghĩ đến cơ học nếu nghĩ đến cơ học thì hỏi bác sĩ chấn thương chỉnh hình Còn nếu mà nghĩ đến hiện tượng viêm á Thì là nên hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa khớp nhi Nếu em uh, vượt khả năng của em đó, Vượt khả năng để điều trị Các em có câu hỏi gì không? Với bài này Xin mời các em Nãy giờ chúng ta tiếp cận đau khớp ha rất nhiều nguyên nhân có chỗ nào không rõ ràng không có chỗ nào không rõ ràng nhớ là nhiều nguyên nhân lắm mà cách cách đi là như vậy đó để các em có thể a à, mời em Cái chỗ đó nó hơi nhọc nhằn tại vì nó không có dứt khoát được cái khúc đó cho nên uh, trong cái uh, trong cái phân loại á thì, uh, thì nó có thể có cái um, um, trùng ở cái giai đoạn cho nên đôi lúc cô phải để như vậy nó có thể vừa là dưới đây dưới 15 ngày như cái định nghĩa đi Cái slide uh, Slide số mấy còn uh -huh. Đây Dưới 15 ngày là cấp ha? 15 ngày đến dưới 3 tháng Nó nằm ở trong khúc đó đó Nó nhọc nhằn Chứ không phải nó dứt khoát là Dưới 15 ngày hoặc là Trên 6 tuần lần tháng rưỡi Nó nhọc nhằn À, cô cô không có khẳng định được chắc chắn nó là dưới 15 ngày và xin lỗi nó trên 15 ngày và nó dưới 6 tuần được ý cô muốn nói là nó nhọc nhằn chút xíu nhưng mà nó vẫn là nó nó là như vậy đó cho nên dựa vào cái đó nó cũng uh, suy nghĩ chút xíu và coi coi những cái chung quanh nó như thế nào chứ không dứt khoát được ý cũng muốn nói là cô không dứt khoát được cái thời điểm đó về cái thời gian đau các em có câu hỏi gì nữa không xin mời em cơ học đâu có đau buổi tối đau khi nghỉ ngơi chứ cơ học đâu có đau đau cơ học ha là cuối cuối ngày có nghĩa là cuối ngày nghĩa là nó sử dụng hết ban ngày ví dụ như em đứng suốt ngày á đến chiều em đau cái khớp gối nhiều hơn ý là vậy đó chứ không phải là buổi tối đánh thức bệnh nhân ngủ đó, ý là vậy á là em sử dụng cái khớp đó nhiều ờ, ý cô nói uh, uh, hiện tượng cơ học ha? Là, uh, là bệnh nhân uh, chạy chạy đi sử dụng uh, đi bộ nhiều đi đi bộ suốt đi đi siêu thị đi ha? đi hai ba tiếng đồng hồ trong siêu thị đi <laughs> đó sử dụng càng nhiều á là nó càng đau nó là vậy đó chứ không phải là buổi tối buổi tối thì nó khác buổi tối là đánh thức bệnh nhân ban đêm nãy cô nói nếu em có hiện tượng viêm thì lúc nào nó cũng còn ở đó hết á hiện tượng viêm nó âm ỉ âm ỉ âm ỉ cho nên ban ngày á nó cũng đau nhưng mà buổi tối nó đau hơn tại vì cái cảm giác đau á nó nó thể hiện ban đêm á nó nhiều hơn đối với hiện tượng viêm á Ủa, tối mà người ta ví dụ như bệnh nhân nói trời tối ngủ không được nó đau quá biết chắc chắn bệnh nhân nó đang bị viêm rồi đó nó là như vậy đó ừ. À, đó, đặc điểm nó ngược lại chính vì vậy mà cô mới nói lưu ý chỗ viêm khớp tăng trưởng nha các em nó rất là đặc biệt chính vì vậy mà cô viết cái câu là rất đặc biệt ha nhớ câu đó nha nó ngược lại cái nghĩa là người ta không có hiểu tại sao tới giờ này người ta chưa có chứng minh được rõ ràng nó như thế nào Rồi mấy đứa tăng trưởng ngược lại nó 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 bữa tối thì nó lại đau mà nãy cô nói nó nó khóc luôn á nhưng mà nó không phải là viêm đó, nó nó vậy ha đối với cái viêm khớp tăng trưởng nó ngược lại nó duy nhất chính vì vậy mà cô có để là bệnh cảnh rất đặc biệt đó là như vậy giỏi các em còn câu hỏi gì nữa không không nhóm kia có hỏi gì không hả không à như không có hỏi trời nếu không có hỏi thêm thì chúng ta ngưng ở đây xin cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe các em nghỉ ngơi